Rồi, hello hello, xin chào toàn thể tất cả các em, hello các bạn Chào bạn Lương Thanh Thảo nhá, chào Phan Minh, chào các em Chào bạn Trang Hàn nhá Vào đi các em ơi, vào đi, vào đi, vào đi, vào đi nào Vào đi để chúng ta học bài Chào Phương Linh, chào Minh Huy, chào bạn Công Thành Hello các em Không biết giờ này các bạn có ngủ nghỉ gì không nhưng mà 3 giờ rồi thì thấy nghĩ là chúng ta nên dậy Bài các bạn nhá Hôm nay thì thầy có chút việc không dạy được các bạn thì hôm nay là chiều ngày hôm nay thầy sẽ bù luôn và đây là một chuyên đề rất là quan trọng các bạn nhé nếu như bạn nào xác định mục tiêu 8 cộng đó, trong kỳ thi sắp tới thì bắt buộc phải học đúng không bắt buộc phải học luôn nhá các bạn nguyễn ngọc minh châu chào bạn bạn nguyễn bình phương ok chào các em nhá sáng nay không biết là có bạn nào đợi thầy không nhỉ chào bạn bùi duy anh ai chào chào thanh mai hôm nay là chuyên đề cũng khá là hay và cực khó các bạn nhá tất cả chúng ta thì À, nên lấy sách vở ra để chúng ta ghi lại cho thầy đúng không? Chào bạn Cao Vinh Đức. Rồi, còn có bạn nào mới vào nữa không nhỉ? Chúng ta comment xuống dưới để thầy chào các bạn một câu để chúng ta sẽ bắt đầu luôn nào. Và thầy nghĩ rằng là là chúng ta sẽ còn tầm khoảng hơn uh, gọi là hơn hơn 2 tuần một chút xíu nữa thôi. Đúng không? Đấy, một hơn 2 tuần một chút xíu nữa thôi nên tất cả chúng ta cùng cố gắng lên các bạn nhá. Mới cố gắng luyện nhiều đề nào vào đúng không? Chỗ nào phần nào yếu, những phần nào mà các bạn cần phải uh, phải 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 ôn tập thì chúng ta phải ôn lại nhanh nhé chào lê quang minh có vài câu in thiếu ngoặc thầy ơi ok thầy biết rồi bởi vì đó là file word thì hầu như là không 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 thiếu nhưng mà chuyển sang pdf thì nó bị mất mất ngoặc bây giờ thầy sẽ chữa các bạn luôn để chữa các bạn ngủ thầy ạ à. <laughs> tối qua có biết các bạn đã xem bóng đá không các em nhỉ thầy sợ là các bạn xem bóng đá nhiều quá xong thì giống thầy <laughs> Chào Nguyễn Ngọc Anh nhá, hôm nay khá là khó các bạn Bởi vì những câu này là thầy nói luôn cho các bạn là những câu 9 cộng Tức là nó rơi vào mức độ tầm 92, 94, 96 Đấy, 9 điểm 2, 9 điểm 4, 9 điểm 6 trong đề Đúng chưa? Và các bạn cố gắng nhá, mình phải kiên trì, các bạn cố gắng chịu khó Mình ngồi nghe xem liệu là mình có tiếp thu được hay không Được chưa? Nếu như mình hiểu thì có nghĩa là năm nay ok Đó, với lại một cái vấn đề nữa mà thầy cũng hay nhắc các bạn suốt đi Là năm nay đối thủ nó rất là đông Đúng không? Sự đối thủ rất là đông mà để cho các bạn xác định vào các trường top thì rõ ràng chúng ta phải cạnh tranh được đối với những câu này Đó, đúng không và liệu có những phương pháp gì nó làm hay hơn hay không có phương pháp gì làm nhanh hơn hay không Đó, có kỹ thuật nào hơn hay không thì bây giờ thầy sẽ sâu cho các bạn luôn nhé mỗi ngày một đề thế ạ à? đúng rồi mỗi ngày một đề để sẽ bỏ bóng đi đúng không chào hoàng nguyễn nhá mới vào đúng không rồi mỗi ngày một đề đúng rồi đấy. chính xác mỗi ngày một đề nha. cứ mỗi ngày một đề là đều đặn như thế để chưa thôi bây giờ thầy trò chúng ta sẽ bắt đầu luôn kem nhé À, hôm nay thì thầy sẽ uh, giúp các bạn có thể giải quyết được triệt đề câu số 46 trong đề thi. Tức là nhắc đến cực trị của một số chưa dấu giá trị tuyệt đối. Đúng không? Vậy, chúng ta sẽ có những kiến thức gì đây? À, cái phần bài tập thì thầy đã sắp xếp theo trình tự cho các bạn rồi. Đúng không? Sắp xếp lại cho các bạn một chút là trình tự. Thì cái việc học và tiếp thu của các bạn sẽ có hiệu quả rất là nhiều. Nha. Được chưa? Ok, rồi bây giờ thì các em chú ý này. Ờ, liên quan đến cực trị của hàm số chưa dấu giá trị tuyệt đối thì có những kiến thức nào mà thầy nhắc lại cho các bạn đây nghe nhá em chờ thầy cả sáng rồi à, ừ thầy biết mà sáng nay có nhiều bạn cũng chờ thầy mà nhưng mà thầy không lên được thì làm sao mà thầy sẽ bù các bạn luôn nếu bây giờ không bù thì làm sao có thời gian bù đúng không và thầy nhắc luôn cho các bạn là từ chủ nhật tuần sau và tuần sau nữa tức là chúng ta chỉ còn hai chủ nhật nữa thôi đúng chưa thì các em học vào buổi chiều luôn các em nhá tức là ba giờ chiều luôn ấy. đấy được chưa chào bạn nguyễn đức trung nhá ai chào mới vào đúng không rồi vào việc luôn các em nhé, vào việc luôn. Nào, thứ nhất là các bạn cần phải nhớ thầy một số công thức các bạn cần phải lưu ý này. Để làm tốt những bài như này thì đương nhiên là sẽ có phương pháp giải nhanh. Đúng không? Và để giải nhanh được thì có những cái mà các em cần phải lưu ý đó là gì? Nào tất cả chúng ta lấy giấy bút ghi vào vở thầy nhá. thứ nhất là gì? Đó là các bạn cộng có công thức này này. À, các bạn nhớ công thức nào? Các bạn nhớ công thức nào không ạ? Đạo hàm của trị đối. Ích. Các bạn nhớ công thức nào không? và đạo hàm của trị rồi u đó phải nhớ nha các bạn biết là gì không phải nhớ lại đấy các bạn thầy vừa cho các bạn công thức nhưng mà đồng thời thì thầy cũng gợi lại cho các bạn luôn rồi cái thứ nhất nhớ lại đi cái thứ hai là cực trị của hàm số chứa trị tuyệt đối đúng không cực trị hàm số mà chứa trị tuyệt đối được chưa thì chúng ta có hai loại đúng không? Loại 1 nó chính là như thế này các bạn này. Loại 1 là hàm số y bằng trị tuyệt đối của gì các bạn? fx. Đấy, được chưa? Loại số 2 của chúng ta là gì các em? Làm số y bằng f của trị tuyệt đối x. Đấy, được chưa? Hai loại khác nhau hoàn toàn. Đây là những thứ thầy chỉ nhắc lại các bạn hai cái này thôi. Và tất cả các bạn cần phải nhớ được. Hôm trước thì thầy đã có một buổi ở uh, chữa đề, thầy nhắc cho em hai công thức này rồi. Các bạn nhớ không? Đạo hàm của trị tuyệt đối nhé nó khác với đạo hàm của x đấy. Các em nhớ, không? bạn nào nhớ thì có nghĩa là tất cả bài này nó đều perfect luôn. Đây là cách làm nhanh nhất. Đó, được chưa? Bằng gì các bạn? Đạo hàm của trị tuyệt đối x thì bằng gì? Đó sẽ là bằng x. Đúng chưa? Trên cho trị tuyệt đối x. Đó, công thức này hôm trước thầy đã nhắc các bạn rồi nhá, cái này đã nhắc rồi này. Phải lưu ý ghi, ghi vào thầy nhá. Còn đạo hàm của trị tuyệt đối u, đấy, các bạn nghe thấy không ạ? Đạo hàm của trị tuyệt đối u thì bằng gì? Thì nó sẽ là bằng u phẩy nhận u trên trị tuyệt đối u. Được chưa? Trong đó u là một biểu thức của của chứa x. Đúng chưa? Đó, đó là hai công thức mà các bạn nhớ đạo hàm của trị đối nhá. Cái này thì rất hay gặp các bạn rất hay gặp. Bởi vì hôm trước thì trong đề của Sở Hà Nội của chúng ta thì đã có uh, một cái bài toán liên quan đến trị tuyệt đối rồi. Được chưa? Còn loại số đây, còn cực trị của hàm số chứa trị tuyệt đối thì chúng ta có loại một Thì các bạn sẽ suy ra công thức của thầy đó là S bằng a cộng b. Đúng không? Các em còn nhớ a là gì, b là gì không? Cái này thì thầy nhớ là đã dạy các em rất là kỹ rồi các em này. Phải lưu ý vào giúp thầy nhá. Bởi vì trong đề minh họa của chúng ta có một câu liên quan đến công thức này. Đúng chưa? Cái loại thứ hai là gì các bạn? Loại số 2 là trị tuyệt đối của một mình x thì s của thầy sẽ bằng gì các em? 2m cộng 1. Đó, đây là những kiến thức mà thầy đã dạy rồi, đúng không? Tất cả đây đều đã dạy rồi. Nhưng phải nhắc lại bởi vì chúng ta đang trong buổi ngày hôm nay ấy, thì thầy trò mình sẽ phải sử dụng tất cả công thức này để giải quyết các câu hỏi này. Được chưa? Đó, vậy trong công thức này thì các bạn biết A là gì và B là gì không? Để nhắc lại cho em nhanh này. A được gọi là gì? Là số điểm cực trị của hàm số gốc. Đúng không? B là số giao điểm của đồ thị gốc và trục x không tính điểm tiếp xúc. Các bạn nhớ chưa? Luôn luôn đọc thành lời cho thầy nhá. Đó. Còn lại số 2 là y bằng trị đối của một mình cái x này thôi đúng không? Thì s bằng 2m cộng 1. Trong đó m là gì các bạn? M là gì? M là số lượng điểm cực trị dương. Đúng không? Của hàm số y bằng fx đó thì tất cả các bạn lấy giấy bút ra chúng ta ghi chép cẩn thận thằng này vào thầy nhớ là phải ghi chép nhá đồng chí nào ngồi học với thầy mà ngồi chỉ có nghe không thì không có hiệu quả đâu làm đến đâu thì phải ghi để để nó luôn được chưa đó, xong nhá phần kiến thức nó chỉ có như thế thôi không cần phải nhiều lời lắm đúng không bây tiếp tục chúng ta sẽ chuyển sang phần bài tập luôn Và trong phần bài tập thì thầy uh, đã sắp xếp tất cả những thứ tự câu hỏi thành theo thứ tự từ dễ đến khó để cho các bạn uh, sẽ tiện cho việc tiếp thu hơn nhá câu số 1 như sau thì thầy cho chúng ta cùng đọc đề này đây là những câu mà thầy mang tính chất là dự đoán trong năm nay rồi Đúng không? Nếu như ra những câu này thì việc của các bạn là phải làm được Không mất nhiều thời gian để mình ngồi mình suy nghĩ Mà mình phải vào việc luôn Tức là phải làm được luôn cơ Đấy, đúng không? Còn ngồi vào phòng vào phòng thi mà ngồi mà em bảo em phân vân làm em trần trừ lắm Thì nó mất rất nhiều thời gian Đúng chưa? các em chú ý cho thầy như sau Câu 1 nào, đọc đề này Cho hàm số y bằng x AX mũ 4 Cộng BX mũ 3 Cộng CX bình cộng D cộng E Thực ra đây là một hàm số bậc 4 chứ không phải là trùng phương. Có đồ thị nhìn vẽ bên, đây đồ thị này đồ thị của hàm số y bằng gì các bạn? y bằng f(x). Nó phải f phải đâu nhá. f(x) đấy, đọc kỹ đề vào. Chứ nhiều bạn người ta cho đạo hàm thì tìm đây là đồ thị của f(x), cho f(x) tưởng là đạo hàm thì các em phải đọc kỹ đề rồi. Được chưa? Có đồ thị như vẽ bên. Hỏi hàm số g đây. Đấy các bạn nhìn thấy hàm số g này không? Mình thường hiểu một điều này, đây là gì các bạn là hàm hợp rồi. Đúng không? Mình thường hiểu đây là hàm hợp rồi Nhưng có bao nhiêu điểm cực trị Số lượng điểm cực trị của hàm số này Đấy, các bạn nhìn thấy không ạ? Đọc xong đây thì mình thấy là nó rất là, 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 mông lung Đúng không? Không biết là làm gì nào Đấy, thì thầy sẽ gợi ý các bạn là bài này chúng ta có hai cách để làm Có hai cách để làm Các bạn nhìn chưa? hai cách để làm Đấy, Cách một là gì? Cách một ở đây thì nếu như bạn nào đã học về phép tịnh tiến ấy Hoặc là những phép biến đổi đồ thị nâng cao ấy tức là từ đồ thị của fx này này chúng ta làm sao để các bạn suy ra được đồ thị này đúng không chúng ta phải tịnh tiến như thế nào lấy đối xứng ra làm sao thì các bạn phải học thật kỹ vào đây những thằng đấy thì các bạn mới làm được thì cách một thầy gọi là, là cách tịnh tiến và cách tịnh tiến này thực sự mà nói là nó, nó rất là khó tại sao khó bởi vì nó tịnh tiến vài lần cơ đúng không cộng 2 còn trừ 3 đúng không tịnh tiến sang bên gì các bạn sang bên phải này sau đó lại xuống dưới này sau đó lại lật đối xứng sang trục OI tức là nó tịnh tiến quá nhiều lần thì sẽ gây rắc rối cho các bạn thì thầy thấy nghĩ rằng là bài này các em không nên làm theo phương pháp tịnh tiền đấy đó được chưa không nên làm theo cách tịnh tiền đấy mà nó sẽ có một cách số 2 cách số 2 này là cực cực kỳ dễ ai cũng sẽ làm được thầy tin là ai cũng sẽ làm được một trăm phần trăm các bạn theo dõi thì các em đều có thể hiểu luôn vậy cách số 2 đó là cái gì đó chính là chúng ta sử dụng công thức không? công thức ở đây các em chỉ cần nhớ như này này các em chỉ cần nhớ nguyên tắc nhé đó là một hàm số có bao nhiêu điểm cực trị đúng không có bao nhiêu điểm cực trị tức là động chạm đến số lượng điểm cực trị của một hàm số thì chúng ta sẽ đều hiểu rằng là chúng ta phải tính đạo hàm ra đúng không rồi sau đó thì làm sao sau đó đi tìm số nghiệm của đạo hàm đấy đúng không nhưng chúng ta chỉ lấy nghiệm đơn và nghiệm bội lẻ thôi đó là nguyên tắc đúng không hay là cái khác là bây giờ chúng ta chỉ tính đạo hàm ra thầy và tìm nghiệm của đạo hàm ra xong đúng không vậy các bạn kỹ để kỹ thầy này đây là hàm hợp nhá hàm hợp mà có chuyện đối thì các em phải để kỹ vào còn nếu như bạn nào tính sai đạo hàm thì cả bài sai luôn nó khỏi phải làm đấy Đúng không? Các em chú ý nhá. Đạo hàm thằng này thì đó có công thức là FU tất cả phẩy. FU U là thằng nào? U là thằng này này. Đúng không? Đạo hàm còn hợp với FU tất cả phẩy thì bằng U phẩy nhân F phẩy U. U phẩy là thằng nào? Đây. X cộng 2 trừ 3 đạo hàm là U phẩy. Đúng chưa? Nhân F phẩy U là F phẩy của trị đối X cộng 2 mà trừ cho 3. Đúng chưa? Nhớ chuẩn nhá. Đừng có vội. Hà Nội không vội đâu. Cứ từ từ bình tĩnh như thế. Đúng không? Rồi bằng luôn cho thầy đi Đạo hàm thằng này thì các bạn biết đạo hàm của trừ 3 thì bằng 0 rồi Tức là chúng ta không cần tính Bây giờ nó sẽ xuất hiện đạo hàm của trị tuyệt đối Căn ở gì các bạn? Trị tuyệt đối của x cộng 2 Thì chúng ta đã được thầy nhắc lại công thức tìm đạo hàm của trị tuyệt đối đây rồi Đây là đạo hàm của x thì đây là đạo hàm của u Đúng không? Thì bác bây giờ các em sử dụng công thức này này Các thấy không? Nhìn thấy công thức này không? ghi chép cẩn thận vào mà dùng cho chuẩn vào nhé, đừng có dùng nhớ công thức một đường nữa ông lại áp dụng một đường là, là toang đấy. Thì các bạn thấy là u của thầy nó chính x cộng 2. U phẩy là bằng 1. Đúng không? Nhân U trên trị đối U Có nghĩa là nó nhân với X cộng 2 Tất cả trên trị tuyệt đối của X cộng 2 Đấy Được chưa? Đó đã làm trị tuyệt đối đã xong Và nhân với F phẩy thằng này F phẩy của thằng này các bạn để nguyên nhé Trị tuyệt đối của X cộng 2 Mà trừ cho gì các bạn? Trừ cho 3 Đấy, đó là G phẩy đấy Có đúng không? Thì việc đầu tiên của các bạn Các bạn cứ tính như đúng đạo đã Rồi sau đó các bạn thừa hiểu một điều là, là Tất cả các bài toàn nhắc đến số điểm cực trị Thì chúng ta đều phải cho nó bằng bằng không đó, đúng không? Thế bây giờ các bạn giải này. Dưới mẫu thì các bạn nhớ là auto khác không rồi nhé. Tức là nó sẽ luôn luôn lớn bằng không đấy. Thì bây giờ chúng ta chỉ có hai thằng trên bằng nhau thôi đúng không? Hai thằng trên bằng không thôi. Thằng này nhân thằng này bằng không đúng không? Thì có một cái x cộng 2 bằng không đây. Thì các bạn giải ra nhanh đó là chắc chắn x bằng trừ 2 là một nghiệm rồi nhé. Đúng không? Cái thứ hai đó là f phẩy của của cái gì? Trị tuyệt đối x cộng 2 trừ 3 thì bằng gì các bạn? Bằng không. Đúng không? ấy các bạn thấy không cái thằng này bằng, bằng chữ hai là một nghiệm rồi nhưng làm sao để tìm được thằng này thì các em nhớ là bản chất cái f của thằng này bản chất nó cũng là hàm hợp đúng không thằng này là hàm hợp các bạn này mà để giải hàm hợp thì chúng ta phải giải hàm đơn trước đúng không hàm đơn của chúng ta đó là f x bằng không các bạn nghe nhá hàm đơn là gì hàm đơn đó là f x bằng không thì thầy dạy các em rất là nhiều rồi muốn giải phương trình hoặc bất phương trình của hàm hợp chính là thằng này đây chúng ta sẽ giải hàm đơn ra rồi sau đó thì thay lõi hàm đơn là gì đây là hàm hợp này F phẩy của thằng này là hàm hợp Vậy hàm đơn của nó là F x bằng 0 Đúng không? F x bằng 0 thì bản chất đó chính là số điểm cực trị của thằng này Đề bài cho đây là đồ thị Fx thì các em nhìn thấy là nó có mấy điểm cực trị đây các em 3 điểm trừ 2 này 0 này đúng không? Đó, x bằng 0 này, x bằng trừ 2 và x bằng 1 đó, Vì thế chúng ta cũng có 3 cái nhá Đó là x bằng 0 này Đúng không? X bằng trừ 2 và x bằng mấy các bạn? X bằng 1 Đó là hàm đơn xong rồi thì sau đó các bạn giải hàm hợp thì bằng cách tất cả những cái gì có ích thì chúng ta thay bằng loại mới đó chính là thằng trị tuyệt đối của à, wow. x cộng 2 trừ đi 3. Đúng không ạ? Vì thế thầy có tất cả các nghiệm như sau các bạn viết tương đương luôn này. Tương đương luôn cẩn thận nhá. chú ý. Thằng trên x bằng trừ 2 các bạn để nguyên thời, không động chạm vào nó nhá. Thằng dưới chúng ta có 3 trường hợp như sau. Thằng này bằng 0, đúng không? Thằng này bằng 0 này thì các bạn chuyển về đổi dấu luôn nhé Các em có nhận được không? Chị tử đối x cộng 2 trừ 3 bằng 0 thì các bạn sẽ suy ra là trị tử đối x cộng 2 thì sẽ bằng mấy các bạn? Bằng 3. Được chưa? Thế tiếp tục chị x cộng 2 chừ 3 bằng chừ 2 thì các em sẽ suy ra là trị tuyệt đối của uh, x cộng 2 thì sẽ bằng mấy các bạn sẽ bằng mấy sẽ bằng một đúng không và cái cuối cùng đó chính là gì là trị tuyệt đối của x cộng 2 trừ đi 3 trừ đi 3 bằng 1 thì trị tuyệt đối x cộng 2 sẽ bằng mấy các bạn bằng 4 Đấy, hiểu không ạ tất cả những phương trình của hàm hợp hoặc bất phương trình hàm hợp mà muốn giải được thì thầy đã dạy các em cực nhiều rồi đó là chúng ta sẽ giải hàm đơn ra sau đó tất cả những cái gì có x thì chúng ta thay bằng lõi mới được gọi là giải hàm hợp đúng không đó và sau đó thì các bạn giải từng phương trình ra thôi nhưng đến đây thì cậu nếu bạn nào có tư duy tốt này thì các em thừa hiểu một điều là như sau chắc chắn 100 trăm phương trình này có hai nghiệm thằng này có hai nghiệm thằng này có hai nghiệm đúng không và thằng này có một nghiệm thì cộng tất cả nghiệm này lại chúng ta sẽ có tổng cộng là 7 nghiệm tất cả đúng không hai cộng hai cộng hai bằng sáu sáu một thì bằng bảy thôi đúng không và bảy nghiệm này làm sao bảy nghiệm này chắc chắn một trăm phần trăm đó là các nghiệm đơn đúng không ạ thì nó chính là số điểm cực trị cần tìm thì các bạn khoanh luôn đó là bàn D. Đấy, các bạn thấy đơn giản không? Đây là cách thể nghĩa đơn giản nhất trên cuộc đời này mà không cần bất cứ một bài toán lý biện luận nào hết, chỉ dùng những kiến thức cơ bản. Ví dụ như các em tính được đạo hàm của trị đối sau. Đúng chưa? Các bạn biết giải phương phương pháp giải hàm hợp là sao? Đấy, ra mà chắc chắn đúng nó không cần phải quá lo mà. Và đây thể nghi là cách dễ nhất. Đấy, các bạn hiểu câu số 1 chưa? Có bạn nào thắc mắc chỗ nào không? Nhiều bạn bảo là thế nếu như nếu như giải ra thì làm sao thầy? Giải ra thì các bạn nếu là bình thường chị đối với này này bằng 3 thì mình có hai cách, một là mình chia trường hợp ra sau đó mình giải, hai là mình bình phương hai về lên thôi. Nhưng thầy cam đoan với các bạn mỗi một phương trình này nó sẽ có tối đa gì các bạn? Hai nghiệm. Đúng không? Và nó luôn luôn có hai nghiệm cơ. Đấy, các bạn thấy không ạ? Bởi vì đây là luôn thỏa mãn rồi. Được chưa? cộng lại với nhau thì có đúng 7 nghiệm và 7 nghiệm của chúng ta đây là 7 nghiệm đơn phân biệt. Các bạn thấy chưa? Đó, đó là câu số 1 của chúng ta các bạn nhé Các em đã hình dung câu số 1 này chưa? Có bạn nào thắc mắc chỗ nào không các bạn? Hiểu chưa? Nếu như bạn nào hiểu rồi thì các bạn comment hiểu rồi xuống dưới Còn nếu như bạn nào còn thắc mắc hoặc là chúng ta có câu hỏi gì Ở trong câu số 1 này Thì mình có thể là để lại để thầy sẽ giải đáp cho các bạn nhé Các em có kịp ghi chép không các bạn? Có kịp ghi chép không? Đấy câu số 1 đã xong các bạn nhìn thấy không? Vậy câu số 1 để tìm số điểm cực trị của một đồ thị hàm số thì chúng ta chỉ cần nhớ nguyên tắc nhé. Đó là gì các bạn? Đó là gì? Nh nhớ mà nghiệm trùng thì sao? Nghiệm trùng x bằng trừ 2 gì? Không bao giờ trùng được. Tại sao? Em thay trừ 2 vào đây. Đó bạn có thằng nào bằng không không? À? Đấy. Các bạn Nguyễn Phương Linh, à bạn Phương Linh ấy, bạn hỏi là nhớ có nghiệm trùng x bằng trừ 2 thì sao ạ? Thế thì hỏi các bạn này, giả sử cho nó cho nó trùng đi thì em thay trừ 2 vào tất cả bốn phương trình này thì nó đẩy ra bằng không hết mà. Mình tự hiểu là nó không bao giờ có nghiệm nó trùng. Đúng Thế trừ 2 cộng 2 có đúng bằng 0 không? Đấy, à, thay cả tất cả ba phương trình này đi. Có thằng nào bằng 0 không? em gì có. Đúng không? Không có thằng nào bằng 0 hết, tức là nó sẽ chắc chắn không bao giờ có nghiệm trùng x bằng trừ -2 đâu. Bảy nghiệm này là bảy nghiệm phân con nhà bà biệt luôn. Chả liên quan gì thằng nhau, thằng nào hết. Được chưa các bạn? Hiểu chưa các bạn em? Đấy, đây là cách nhanh nhất nhá. À, từ nay trở về sau thì các em cần phải nhớ nguyên tắc tìm tất cả cái điểm cực trị của đồ thị hàm số đó chính là việc chúng ta sẽ giải tìm ra số nghiệm của đạo hàm ra nhưng chúng ta chỉ lấy nghiệm đơn và nghiệm bội lẻ thôi những nghiệm nào nghiệm kép đúng không những nghiệm nào nghiệm bội chẵn thì mình loại đi đó là nguyên tắc mà mình học từ đầu năm lớp 12 rồi đúng chưa vậy trong bài này thì các em cần phải nhớ này chúng ta sẽ thường có hai bước bước một là chúng ta tính đạo hàm cho chuẩn ra rồi bước thứ hai là bạn tìm nghiệm đạo hàm chuẩn cho thầy là mình sẽ ra ngay đấy được chưa câu này là một trong những câu nó rất là hay nó xuất hiện rất là nhiều trong đề thi thử của các sở rồi đúng, đặc biệt là sở hà nội hôm trước cũng có một câu và nếu như bạn nào làm được phương pháp này thì thầy nghĩ đây là cách nhanh nhất. Đấy cách nhanh nhất, nó không cần biện luận quá nhiều. Đúng không? Được chưa các bạn? Bạn Minh Huy bảo là thầy ơi thầy thử dùng công thức 20 cộng 1 đi thầy. 20 cộng 1 cũng được nhưng mà câu công thức đấy thì phải biện luận đấy Công thức đấy phải biện luận bởi vì nó cũng liên quan đến tịnh tiến nữa. Đấy, để chưa? Nó cũng phải liên quan đến tịnh tiến cơ nhá. Được chưa các bạn? Hiểu không? Hình dung chưa các em? Ok chưa? Đấy, xong nhá. Bây giờ chúng ta chuyển sang câu tiếp theo các em nhá. Ok nhá, câu số 2 nào. Tiếp tục chúng ta chuyển sang tiếp tục là câu số 2. Câu số 2 này các bạn thấy quen không? Đấy. Câu này các bạn thấy quen không? Bạn làm câu số 2 chưa? Thế ơi trong đáp án thầy gửi câu 1 là A ạ. Đâu Thực ra đây thầy sắp xếp lại rồi Thầy sắp xếp lại rồi Nha, thầy đã sắp xếp lại rồi em nhé Sắp xếp lại các câu hỏi sắp xếp lại rồi mà Có phải là theo trình tự đâu Bạn Thanh Mai nhá Hiểu không? Thầy sắp xếp lại các câu hỏi rồi mà Có phải là để để giống từ cũ đâu Được chưa? Tiếp tục chúng ta chuyển sang thầy câu số 2 nhá Câu số 2 các bạn thấy quen không? Đấy, câu này là giống y xì cái đề của Sở Hà Nội hôm trước đấy các bạn ạ. Đó, đúng không? Cho bảng xét dấu đạo hàm. Như sau. Cho bảng xét dấu đạo hàm thì các bạn thừa hiểu một điều là đạo hàm bằng không hiện tại nó đang có hai nghiệm. Đó trừ 3 đây và 3 đây. Đúng không? Hai nghiệm này là đều là hai nghiệm của đạo hàm bằng không. Bây giờ người hỏi các bạn số điểm cực trị của hàm số này là. Đấy các bạn thấy quen không? Mình có thể làm biện luận được nhưng mà nó rất là dài tất cả những bài này đều làm tịnh tiến được nhưng các em phải nhớ này có một số bài tịnh tiến nên nó rất là nhanh và có một số bài thì làm đạo hàm nó rất là nhanh yên tâm nhá thầy sẽ làm cho các bạn một số bài nó sẽ có cả hai con em nhưng bài này thì cũng hoàn toàn tương tự đúng không ạ số điểm cực trị nhá tức là bài này thì có một cái điều rất hay ho như này các bạn này là người ta không yêu cầu các bạn tìm điểm cực đại hay điểm cực tiểu mà người ta chỉ yêu cầu tìm điểm cực trị thôi thì trong thâm tâm của chúng ta đó là các bạn chỉ cần tính đạo hàm chuẩn cho thầy phải tính thật chuẩn nhá còn tính chuẩn chuẩn mới làm được chứ tính sai thì làm sao mà làm được. Đúng không? Sau đó chúng ta đi tìm nghiệm của nó. Đó vậy, trong bài này thì thường là các em sẽ tiến hành cho thầy theo hai bước là được thôi. Bước 1 là bây giờ chúng ta tính đạo hàm của g phẩy ra thầy. Đúng không? Nhưng đây FU. Đây FU nhá, các em cần phải nhớ này, này. FU tất cả phẩy là đạo hàm của hàm hợp công thức này là huyền thoại rồi. Đúng không? Thì bằng gì các em? Bằng U phẩy nhân F phải U. Đúng thằng này không? Cái này học từ lâu rồi. Vậy U là cái thằng nào? U là chính cái, cái lõi cái này các ông này Các em tính đạo hàm cho chuẩn nhá Tức là nó bằng x bình Trừ đi 2 trị tuyệt đối x Đúng không? Tất cả phẩy là U phẩy Nhân f phẩy U là nhân f phẩy của gì? X bình Trừ 2 trị tuyệt đối x Đấy Chuẩn chưa? Đó. Nói chung là cứ từ từ gọi nhá Hà Nội thì không vội đâu Sau đó thì các bạn phá nào thầy Đạo hàm của x bình thì bằng 2x Đạo hàm của 2 trị tuyệt đối x thì bằng gì? Thì bằng 2 Đúng không ạ? Đạo hàm của trị đối x thì thầy dạy các em là bằng x trên trị đối x Thì thằng này có đúng chính xác là bằng trừ cho 2x Tất cả trên trị đối x không? À? Đó, đóng ngoặc lại thầy nhá Tính cho thật sự chuẩn vào bởi vì mình có công thức rồi Đúng không? Và nhân với f phẩy của thằng nào đây? f của thằng này là chúng ta có x bình Trừ đi 2 trị đối x Đấy, sau đó kiểu gì mà chúng ta trả cho bằng không Đúng không? Mình đang tìm nghiệm mà Nhưng mà các bạn phải gom nó lại một chút xíu các bạn nhé Biến đổi tương đương một chút xíu trước Ờ, đối với thằng này thì các em thường là chúng ta quy đồng lên. Bạn nào nhảy số tốt thì chúng ta có là 2x nhân với trị x. Trừ đi 2x đúng không? Thì chúng ta đặt 2x làm nhân tử chung. Trong ngoặc sẽ còn lại trị x trừ 1. Đó, tất cả trên trị x. Được chưa? Và nhân với f phẩy của thằng này. X bình trừ đi 2 trị x. Đấy, thì sẽ bằng sẽ bằng 0. Đúng chưa các bạn? Đấy. Ok không? Sau đó thì chúng ta giải nó thôi. Bước thứ hai là các bạn phải tìm nghiệm các bạn nhá. Bước thứ hai là ta phải tìm nghiệm. Tính đạo hàm chuẩn rồi, bước thứ hai các bạn phải tìm nghiệm. Tìm nghiệm đây các em điểm này. Cho phương trình này bằng 0 thì chúng ta chỉ cần cho tất cả những thằng trên tử bằng 0 thôi thì các em giải là nhanh như sau. Thằng này 2x bằng 0 x bằng 0. Đúng không? Thằng này trị đối x có đúng bằng 1 không? Mà trị đối x bằng 1 thì các em sẽ nhẩm ra luôn cho thầy đó là x bằng mấy ba? X bằng cộng trừ 1. Đúng không? Đẹp sao không? Hai thằng này rất đẹp trai nhá. Là giải cực kỳ đơn giản luôn chỉ có tầm mấy giây là ra ngay nhưng cái phương trình này này f phẩy của x bình trừ đi hai triệu đối x mà bằng không ấy cái này giải nhau đây mới là vấn đề này cái này thì nhìn vào phát là mình biết ngay đây là phương trình của hàm gì các em hàm gì hàm hợp đúng không giải thằng này là giải phương trình của hàm hợp mà thầy thuận đã dạy các em rất là kỹ rồi cứ nhắc đến phương trình là một bất phương trình là hai của hàm hợp chúng ta đều giải hàm đơn ra rồi sau đó thay lõi vào đúng không? Làm đơn đây, các em có thể nhầm trong đầu luôn. Các bạn thừa hiểu một điều rằng là cái phương trình f(x) bằng 0 là làm được. Nó có hai nghiệm là trừ ba và ba đây. Các em nhìn thấy không? Thì vậy tất cả những cái gì có x thì các em thay bằng thằng này thôi. Vậy thầy có luôn này, tương đương luôn này. Như sau. Ở trên thì chúng ta có đó là x bằng 0 các bạn nhé. Ở dưới thì x bằng cộng trừ 1 để nguyên nhé, đừng động chạm vào nhưng ở dưới các bạn thấy là có hai phương trình không? Một là chúng ta có x bình trừ đi 2 trị x của thầy sẽ bằng mấy các bạn? Bằng trừ 3. Đúng không? Bằng trừ 3 và uh, x bình trừ 2 chuyện đối x thì bằng mấy các bạn? Thì bằng 3. Đấy. Chuẩn trước Thì bây giờ các em sẽ làm sao? Chúng ta chỉ cần giải phương trình dưới là thôi. Nhưng giải phương trình dưới thì các em để ý này này. Các em thừa hiểu là chúng ta sẽ chuyển về đổi dấu rồi đúng không? x bình trừ 2 chuyện đối x làm sao? Cộng 3 bằng 0 các bạn nhá. Đấy, thằng này thì chuyển sang là trừ 3 đúng không? x bình trừ 2 chuyện đối x trừ 3 bằng 0. Đúng không? Đó. Rồi bây giờ các em sẽ đếm này, đếm xem có bao nhiêu nghiệm Thằng trên thì các bạn thấy là thằng này chắc chắn có tổng cộng 3 nghiệm rồi. Đó, được chưa? Vậy, theo các bạn, hai thằng dưới chúng ta giải nhau đây. Bạn đã biết không? Đấy, ra phương trình dưới rồi nhưng vấn đề bây giờ làm sao để giải ra đây? Nhớ là chúng ta cần tìm xem phương trình có số lượng bao nhiêu nghiệm. Có đúng không? Thế bây giờ các em làm sao để giải? Nhờ? Bạn đã biết không? Làm gì các bạn? Đây hai phương trình này, này. Làm Sao giải đây? Nhiều bạn bảo là em xét trường hợp để em giải Nhiều bạn bảo là em vẽ bảng mình thiên Nhưng chung quy lại mà muốn giải nhanh nhất Chỉ có một cách thôi Đó là dùng Casio Đúng không? Cứ vác thằng này ra mà bấm Bởi vì sao? Bởi vì hiển nhiên các bạn nhìn thấy Đây là một phương trình nó có một ẩn Một ẩn ẩn x đúng không? Cho dù nó là phương trình gì chăng nữa Nhưng chắc chắn có một ẩn thì chúng ta sẽ luôn luôn giải bằng ship solve Đúng không? Vì thế thầy nghĩ là các em nên bấm máy tính cho thầy trong các bài toán như này Nhá, các em nhập vào này X bình Trừ 2 trị đối x đúng không? Thằng nào đây? Trị đối x này Đấy Cộng 3 nhá Cộng 3 đẹp dài không? Bấm shift xôn cho thầy 3 bằng. Được chưa? Không giải được Đấy Shift xôn Không bằng Được chưa? Không giải được Chứng tỏ là phương trình trên làm sao các bạn? Phương trình trên chúng ta sẽ suy ra là vô nghiệm các bạn nhé Đây Phương trình trên vô nghiệm các bạn bỏ luôn đi Đúng không? Nhưng phương trình dưới thì nó khác nhau mỗi trừ 3 thì các bạn thay thằng này bằng trừ 3 này. Sau đó mình xôn lại thầy nhá. Ờ, uh, 1 bằng bằng trừ 3. Các bạn thấy không? Một nghiệm trừ 3 nhá. Rồi viết ra đây cho các bạn dễ nhìn này. X bằng trừ 3 rồi. Tiếp tục chúng ta xôn tiếp nhỉ. Ờ, uh, 2 bằng đi. Bằng 3. Đó. Tiếp tục xôn tiếp cho thầy nhá. 9 bằng bằng 3 ship xôn 5 bằng à, xôn một vài nghiệm thôi đó các bạn nhìn thấy không ship xôn trừ uh, 5 bằng đi trừ 3 tức là phương trình này nó chỉ có hai nghiệm thôi tối đa là hai nghiệm đúng không? Xôn thoải mái thôi đấy nó cách nhanh nhất của chúng ta đấy dùng máy tính là các bạn xôn được chúng ta có hai nghiệm đồng ý không vậy chung ghi lại tất cả là chúng ta gồm có mấy nghiệm đây thằng này có hai nghiệm thằng này có ba nghiệm là cộng lại với nhau là có năm nghiệm và rõ ràng năm nghiệm này không có nghiệm nào trùng nhau và tất cả đều là những nghiệm đơn đấy các em hiểu vấn đề không ạ thì chúng ta suy ra là tổng cộng có gì các em có năm điểm cực trị tất cả chúng ta chọn đáp án b đã hiểu câu này chưa các bạn đã hiểu câu số 2 này chưa? Các bạn có hiểu câu số 2 này không? Hay không các bạn? Hay không? Hay không các bạn? Nhưng này, nghe này Nếu bài này thực sự đẳng cấp ấy Nếu bài này mà thực sự đẳng cấp ấy thì Là người hỏi các bạn này Có bao nhiêu đại, bao nhiêu tiểu Đố các bạn biết được đấy <laughs> Bài này nếu như hỏi có 5 điểm cực trị Thì chúng ta suy ra luôn đúng không Ok nhưng mà lỡ may mà người ta hỏi các bạn Thêm một câu nữa là có bao nhiêu đại bao nhiêu tiểu Thế các bạn chúng ta phải làm gì Nếu như hỏi bao nhiêu bạn đại bao nhiêu tiểu Thì đó là đẳng cấp thực sự Đẳng cấp thực sự luôn Đó đúng không Nhưng mà rất chưa dễ Đây thầy dạy các bạn nghe này Bước thứ ba mới là bước hay Bạn này nếu như mà nó hỏi về cực trị Thì ra nó cũng rất là dễ nhưng nó thật sự đẳng cấp khi mà hỏi các bạn rất rõ rằng là trong năm điểm cực trị đấy thì bao nhiêu đại bao nhiêu tiểu thì thường là nó chỉ có hai trường hợp thôi một là hai đại ba tiểu hoặc là ba đại hai tiểu chứ không có chuyện bốn một đâu nó tranh lệch như thế là không có đúng không đấy hiểu không thế làm sao chúng ta phải vẽ bảng mới thiên thực ra thì các em chỉ cần vẽ, vẽ bảng xét dấu là được rồi và thầy sẽ hướng dẫn sơ bộ cho các bạn nếu trong trường là người ta hỏi các em thêm một câu nữa là bao nhiêu đại bao nhiêu tiểu thì các em phải làm như thế này các bạn vẽ bảng tiến thiên ra hay là vẽ trục số ra thì cũng được nhá chúng ta có năm nghiệm đúng không năm nghiệm này rất đẹp trai nhé cực kỳ đẹp luôn bây giờ các em sắp xếp năm nghiệm này lên trên trục số thầy thằng trừ ba được trước sau đến trừ một sau không đúng không đến một và đến ba thằng này dương vô cùng nhá thằng này âm vô cùng đây đồng ý không rồi Thầy dạy các bạn cách xét dấu này bởi vì xét dấu xong thì mình mới biết được là bao nhiêu đại bao nhiêu tiểu chứ. Nhưng xét thì làm sao đây? Các bạn nhớ là đối với các hàm số này chúng ta thường là các bạn xét thằng cuối cùng trước. Được chưa? Thường là xét thằng cuối cùng trước. Đấy. Thằng cuối cùng thì làm sao? Thằng cuối cùng luôn luôn ăn theo dấu của hệ số A. Hoặc các bạn cho x bằng 1 nghìn tỷ vào. Đúng không? Từ ba đến dấu cuối cùng ấy. Nhà bạn nào giàu thì các bạn cho bằng 1 nghìn tỷ vào. Còn nếu như bạn nào mà nghèo thì cho 10 tỷ vào. Đúng không? Bỏ vào đâu? Đây. Bỏ vào thằng g' phẩy này các bạn này. Đấy. x 1.000 tỷ bỏ vào, thằng này dương này. Thằng này cũng dương này. 1.000 trị đối cùng 1.000 tỷ trừ đi 1. Đúng không? Xong lại nhân 1.000 tỷ. Thằng này dương rồi. Được chưa? Xong f' phẩy này, f' phẩy của 1.000 tỷ. À đây. Các thầy thấy không? Các bạn thấy đồ thị bảng biến thiên của f' phẩy không? 1.000 tỷ kiểu gì mà nó trả dương. Tóm lại chúng ta sẽ suy ra khoảng cuối cùng của thầy sẽ mang dương bởi vì tất cả đều dương hết. Đúng chưa? tất cả những khoản lại thì đang dấu thôi trừ này cộng này trừ này đúng không cộng này và trừ này trừ thì đi xuống cộng đi lên trừ đi xuống cộng đi lên trừ đi xuống cộng đi lên đấy đúng không thì chúng ta nhìn rất rất là nhanh và cực kỳ chuẩn men tóm lại là có sẽ có mấy các bạn có hai đại và ba tiểu rõ ràng chưa hai đại và ba tiểu chốt lại luôn đó chính là câu số 2 nếu như mà người ta hỏi các bạn là có bao nhiêu cực đại bao nhiêu cực tiểu thì chúng ta đều có thể chia được luôn nhưng đây là cách làm nhanh nhất đồng ý không ạ là câu số 2 nhá các bạn hiểu ý thầy chưa? <laughs> tiếp tục chúng ta chuyển sang thầy câu số 3 nhá. Câu số 3. Câu này thì nó cũng khá hay và cực khó các bạn. Câu số 3. Bạn làm làm câu này thì thầy nói luôn rồi các bạn là cực kỳ đỉnh rồi. Đỉnh luôn các bạn. À câu số 3 lớp mình các bạn nào làm được không? Câu số 3 Hoàng Nguyễn làm được không? Nguyễn Quang Huy đâu rồi? Nhanh thầy ạ, à? ai trà, Phan Minh, Minh Huy đâu rồi? Phương Linh đâu rồi? Các bạn làm câu bao không? Chẳng ăn đâu nhở Lại chạy đi đâu mất tiêu rồi Đi chơi người yêu rồi à Ấy chà Thanh Mai 3C à Rồi Hay quá nhở Câu này thực ra mà nói là một câu rất khó Bởi vì nó chưa tham số mơ ấy Nó thật với các em nó đã bài toán chưa tham số mơ ấy Các em sẽ không hiểu được nếu như Mà chúng ta không nắm được nguyên tắc Và thứ hai là nó sẽ liên quan đến biện luận Đấy. nó liên quan đến biện luận rất là nhiều vì thế thầy khẳng định với các bạn một bài này, đó là nếu như câu này mà rơi ra vào đề ấy, thì chắc chắn nó phải rơi vào câu 9 cộng tức là ít nhất là nó phải tầm 9 điểm hoặc 9 điểm 2 đúng không vậy cách làm của chúng ta làm cực kỳ nhanh như sau các bạn nghe này nghe thầy phân tích đề cho các bạn nhé quan trọng nhất là các em hiểu đề nó cho cái gì nó hỏi cái gì từ cái câu hỏi của người ta từ cái người ta cho các bạn sẽ suy nghĩ như thế nào để các bạn sẽ phân tích để đưa ra cái phương án làm đó mới là điều quan trọng nhá quý ý, câu số 3 đọc đề này tập trung nhá cho hàm số y x xác định trên r và có hàm số f có đồ thị nhìn bên và đây rõ ràng là đồ thị của gì các bạn f x đúng không f x cho nó phải f nhá đây đặt hàm số gx bằng thằng này có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số có đúng 7 điểm cực trị tức là bài toán này là bài toán biện luận về số điểm cực trị của hàm số đúng không đấy vậy chúng ta phải làm nhà đây các bạn nhớ này mình có thể dùng tịnh tiến Đúng không? Để các bạn biện luận Nhưng bài này mà để làm tốt nhất Và cực kỳ khoa học đó chính là chúng ta dùng công thức đạo hàm Tôi nhắc đến cực trị của hàm số này Chúng ta cứ tính đạo hàm nó ra Rồi mình sẽ tiến hành theo hai bước Mà thầy đã dạy các bạn ấy đúng không? Bước 1 là chúng ta phải tính đạo hàm thật sự chính xác vào Đó là tính G phải kêu thầy Đó đúng không? G phải thì các bạn thấy không? F U tất cả phải bằng U phải U phải U là thằng này này Các bạn thấy U là thằng này không? Đấy, vậy u phẩy của thầy chính là bằng trị tử x tất cả phẩy cũng là bằng x trên trị x luôn. Còn đạo hàm của 2m là bằng 0 nhá. 10 là tham số thì đạo hàm hết rồi đấy. Nhân f phẩy của thằng nào? Trị tử x cộng với 2m. Đấy. Được chưa các bạn? Đều ra không? Ta nói làm sao chúng ta cho bằng 0 thôi. Thì mình thừa hiểu một điều là nó sẽ có hai trường hợp. 1 x bằng 0. Hai là f phẩy của trị x cộng 2m sẽ bằng x bằng 0. Đấy, đúng không? X bằng 0 đây. Đó, được chưa các bạn? X bằng 0 đây. Ok không? X bằng 0 đây nhá. Vậy tương đương này, giải luôn này, tương đương. Các bạn nghe này. Bước 1 chúng ta đã tìm xong, bước 2 là các bạn tìm nghiệm vào biện luận này. Chúng ta có nhá, thầy viết vào đây luôn cho các bạn, thực ra thì nó rất là dễ thôi. X bằng 0 các bạn để nguyên này. M bằng -1 à? Ai chà bạn Phương Linh làm rất chuẩn luôn. Thế bây giờ thầy hỏi F' của thằng này bằng 0 thầy quen không? Đây rõ ràng là phương trình của hàm hợp Mà nhắc đến hàm hợp Thì các em không lần lăn tăn Các em chỉ cần giải hàm đơn ra Rồi sau đó thay lõi F7 thằng này hàm hợp với hàm đơn của nó là gì Hàm đơn của nó là Fx bằng 0 Đúng không Fx bằng 0 là giao điểm của đồ thị Fx và trục Ox Thì các bạn nhìn thấy ngay và luôn nó cắt tại mấy điểm các bạn bốn điểm Và tất cả bốn điểm này đều rất đẹp trai Đúng không? Đều rất đẹp trai đây có nghĩa là nó sẽ đều là những nghiệm đẹp Ví dụ x bằng trừ 3 này X bằng trừ 1 này Đúng không? ờ, rồi x bằng 2 và x bằng 5 đấy à, x bằng 2 và x bằng 5 đấy không đều là những nhận đẹp trai thì rõ ràng tất cả những cái gì có x thì bây giờ các em có quyền thay bằng loại mới tức là chúng ta tương đương với này trị đối x cộng 2m bằng trừ 3 thì có đúng chính xác là trị đối x nó sẽ là bằng trừ 2m trừ 3 luôn không nhớ là chuyển về đổi dấu luôn các ông nhá tiếp tục thằng này là trị đối x thì sẽ bằng trừ 2m và trừ 1 đấy coi em này trị đối x sẽ bằng mấy các bạn ờ, bằng 2 đúng không chữ 2m cộng 2 đó và trị đôi x bằng trừ 2m uh, gì các bạn cộng 5. Đó. Đẹp ra chưa? Vậy, bây giờ bước quan trọng nhất là bước để chúng ta biết luận. Đúng không? biết luận ở đây có nghĩa như sau các bạn để ý này. Có đúng 7 nghiệm. 7 điểm cực trị tức là tổng cộng lại có 7 nghiệm. Nhưng nếu như bạn nào tư duy tốt thì các em sẽ hiểu là nếu như mà đầy đủ ra ấy, thằng này có bốn mỗi một thằng có hai nghiệm. Đúng mỗi thằng này có hai nghiệm thì có nghĩa là tổng lại nó sẽ có mấy cái có 8 nghiệm, cộng nghiệm đây bằng 9 nghiệm rồi. Đấy Vì thế cách của chúng ta Đây chính là gì Là chúng ta phải loại đi Loại đi một nghiệm Đúng không Mỗi một phương trình này nếu như các bạn thấy thỏa mãn nhé Thầy lấy ví dụ trị thuật x Đúng không Bằng 3 chẳng hạn X của chúng ta bằng cộng trừ 3 Đấy. Các em hiểu vấn đề không Đây là phương trình 1 này Đây là phương trình 2 Phương trình 3 Phương trình 4 Và phương trình 5 Tức là mình để ý rằng là bốn phương trình dưới thì mỗi một phương trình nếu như mà thỏa mãn nó đẻ ra hai nghiệm. Đúng không? Thì tổng cả bốn phương trình này nó đầy đủ là có 8 nghiệm đâu 8 nghiệm cộng một nghiệm trên 9 nghiệm mất rồi đúng không mà bề người ta chỉ đúng 7 nghiệm thôi thì chứng tỏ là trong tất cả bốn nghiệm này nó phải loại đi một nghiệm vậy cách loại của chúng ta như sau các bạn nghe này thầy vẽ một trục số nhá để dạy các bạn cách loại rất đơn giản thôi chúng ta chỉ xét bốn phương trình dưới thôi phương trình trên thì không cần nhé X bằng không thì không cần xét nữa trong tất cả bốn nghiệm này nghiệm bé nhất đó là trừ hai m cộng ba tạo đến nghiệm thứ hai đó là trừ hai m trừ một nghiệm tiếp theo đó là trừ m cộng hai và trừ m cộng với 5 Thằng này dương vô cùng và thằng này âm vô cùng đây Đúng không? Vậy làm sao loại được? Rất đơn giản thôi, chúng ta phải cho một nghiệm bén không? Đúng không ạ? Thì rất đơn giản là các bạn thấy không? Sẽ nhận 3 nghiệm và loại một nghiệm Vậy đó chính là nhận 3 nghiệm trên Loại mất nghiệm dưới Đúng không ạ? Như bạn hỏi là thế tại sao không phải là nhận 3 nghiệm dưới và loại nghiệm chết Nếu như mà <laughs> nhận ba nghiệm dưới thì rất là vô lý Đúng không? Rất là vô lý Cái vấn đề chính nó nằm ở chỗ như này này các bạn sẽ luôn luôn cho số 0 nó nằm đây Đó, các bạn hiểu vấn đề không ạ? Cho số 0 nó nằm đây Chú ý nha Cho số 0 nó nằm đây Đúng, tại sao lại cho số 0 nó nằm đây? Bởi vì nếu cho số 0 nó nằm đây Thì trừ 2M trừ 3 Xin lỗi các bạn, chỗ này trừ 3 nhá Trừ 2M trừ 3 Thì làm sao các bạn? Nó âm Mà trị tuyệt đối một số âm thì làm sao các bạn? Trị tuyệt đối ra bằng âm Là vô lý Tức là chúng ta có quyền các bạn loại cái nghiệm này đi Nghiệm bé nhất chúng ta loại đi Đấy Hiểu điều không ạ? Thế nhắc lại lần nữa là chúng ta phải cho số 0 nó nằm giữa giữa hai thằng này. Để làm gì? Để chúng ta loại nghiệm bé nhất nó đi. Đúng không? Loại nghiệm bé nhất đi đi. Tại sao là thế? Bởi vì nghiệm bé nhất này mà âm thì chúng ta sẽ đưa ra cái phương trình đó là trị tuyệt đối của x bằng một số âm là vô lý. Đúng không? Ba thằng trên nó đều dương hết và mỗi một nghiệm nó đẻ ra hai hai nghiệm con nữa thì nó thỏa mãn đều bài luôn. Đấy. hiểu vấn đề không ạ? Hiểu vấn đề chưa? Vì thế điều kiện chặt chẽ của chúng ta gồm có hai vấn đề. Một là nghiệm bé nhất là trừ 2m trừ 3 này của thầy nó phải bé không Đúng không ạ Và trừ 2m trừ 1 này Nó phải gì các bạn phải lớn không Đây là điều kiện chuẩn của chúng ta Đó, Được chưa Đây là điều kiện chuẩn bắt buộc nó phải là số 0 nó nằm giữa Hiểu không ạ Vậy bây giờ các em giải ra thôi Các bạn giải ra thôi thì chúng ta sẽ suy ra là gì các em nhỉ 2m lớn trừ 3 đúng không Thì m sẽ lớn hơn trừ 3 phần 2 Đó 2m bán trừ 1 thì mờ của thầy sẽ bán trừ 1 phần 2. Vậy chúng ta chung quy lại, m là số nguyên thì chắc chắn nó chỉ có một giá trị duy nhất là m của chúng ta bằng trừ 1 thôi. Đấy, đơn giản chưa? M chỉ chúng ta chỉ có bằng một giá trị duy nhất là bằng trừ 1 thì đáp án chuẩn sẽ là bằng C. Đấy, các bạn thấy ok chưa? Hình dung không? Quan trọng nhất là bước biện luận nhé. Bước biện luận. Các bạn hiểu rõ là chúng ta sẽ có, nếu đầy đủ thì có bao nhiêu nghiệm và nếu như mà chúng ta cần bảy nghiệm thì có nghĩa là phải loại đi một nghiệm trong tất cả bốn nghiệm ở dưới. Đúng không? Thì chúng ta sẽ có đầy đủ tất cả bảy nghiệm đấy. Vậy đó là loại nghiệm nào? Loại nghiệm bé nhất cho nghiệm bé nhất đấy. âm là ra. Các bạn hình dung cái này bài này không nhỉ? Các bạn hình dung không? Câu số 3 các bạn hiểu chưa? Hình dung không? Đấy. Có bạn nào tỏ thắc mắc gì không thì chúng ta comment xuống dưới nhé. Cố gắng ngấm đi các bạn. Cố gắng ngấm về phương pháp nào đặc biệt là các bài toán chứa tham số mơ biện luận như này một số dạng rất là hay các bạn nhé đấy câu số 3 hiểu chưa hiểu chưa các bạn câu số 3 hiểu chưa hình dung ra chưa có thắc mắc chỗ nào có loát được không các bạn đấy, xong câu số 3 nhé, tiếp tục chúng ta chuyển sang câu số 4. Đấy, câu số 4 đây đúng không? Câu này thì chắc là cũng tương tự thôi đó, Cách làm nhanh nhất của chúng ta Đó chính là việc các bạn tính đạo hàm là Tìm nghiệm Là nhanh nhất Đúng chưa? Câu 4 nhẹ nhàng chưa các bạn? Nào câu số 4 chúng ta chú ý như sau này Chú ý M lớn hơn trừ 3 phần 2 được không ạ? À? Không được em nhé Nếu như lớn hơn trừ 3 phần 2 là khác, là khác rồi đấy Là nó phải số 0 nó lại nằm giữa Nó mất rồi thì nó lại vi phạm rồi đấy Các bạn nghe này Câu số 4 là câu thì Thực ra khi mà các bạn đã nắm được phương pháp làm của thầy Thuận dạy rồi em ấy thì mấy bài này nói chung là không tính tiền. Đúng không? không cần phải biện luận hay tịnh tiến gì quá nhiều. Các em chỉ cần nhớ nguyên tắc là tìm số điểm cực trị của hàm số. Tức là chúng ta tính đạo hàm ra rồi tìm nghiệm là được. Đúng không? Nhưng nó chỉ khó hơn so với tất cả những bài còn lại đó là trị tuyệt đối. Nhưng thầy Thuận cũng đã dạy cho các bạn đó là cách để mình tìm đạo hàm của trị đối rồi. Đói vậy bài này chúng ta chỉ cần hai bước là đủ rồi đúng không? Bước một như sau. Các bạn tính đạo hàm là luôn là g phẩy x của thầy sẽ bằng gì u phẩy nhá đây là fu đúng không fu tất cả phẩy bằng u phẩy nhân f u u phẩy nó chính là trị tuyệt đối của 3 x cộng 4 cộng 3 tất cả phẩy đúng không nhân f phẩy u là f phẩy của thằng nào f phẩy của 3 x cộng 4 trị tuyệt đối cộng với ba chuẩn men chưa ok không ạ nhớ chuẩn nhá tiếp tục bằng đi đạo hàm thằng này thì các bạn nhớ đạo hàm ba thì bằng không rồi còn đạo hàm trị tuyệt đối thì thầy dạy em rồi Đạo hàm của U bằng U phẩy là bằng 3 này. Nhân với U là 3X cộng 4 luôn. Tất cả trên U là trên cho trị tuyệt đối của 3X cộng 4. Đúng không? Nhân với F phải thằng này. Đấy, nhân F phải là chúng ta chơi luôn thôi. F phải của gì các bạn? F phải của gì nhỉ? F phẩy của trị tuyệt đối 3X cộng 4. Mà cộng với 3. Đấy, sau đó kiểu gì mà trả chúng ta cho bằng không Đúng không? Thì bây giờ mình chúng ta vào việc luôn là các bạn tìm nghiệm của g phải x bằng 0 thôi. Các bạn sẽ có hai trường hợp luôn các em này. Thằng mẫu thì các em không liên quan nhá. Chúng ta sẽ cho các phần ở trên tử bằng 0 thì các em nhầm luôn này. 3 cộng 4 bằng 0 thì x của thầy sẽ chắc chắn là bằng -4/3. sau Một chú. Chú thứ hai đây, chính là cái thằng này đây. F phẩy của trị tuyệt đối đúng không? 3 x cộng 4 cộng đi 3. Các bạn cho bằng gì các bạn? Cho bằng 0. Đấy. Ok không? Thế bây giờ giải phương trình dưới lại thầy quen không? phương trình của hàm hợp các em chỉ cần nhìn hàm đơn chúng ta sẽ thay lõi là được vậy vào việc luôn như sau thằng trên x bằng trừ bốn phần ba các bạn để nguyên như thế cho thầy đừng động chạm vào nó nhé nhưng thằng dưới đây cái này cái lõi đây đúng không f bằng không thằng nào đây đây chứ bạn nhìn thấy không một nghiệm bằng trừ hai và một nghiệm bằng bốn đây là nghiệm của phương trình f bằng không chúng ta dễ dàng suy ra được đúng không gọi là lấy thước đo ta có nhá thì bây giờ em thay vào thôi thay vào đây các em sẽ có là trị tuyệt đối của ba cộng bốn này đúng không cộng thì ba thì bằng mấy các bạn bằng trừ hai hiện nhiên chúng ta có 3 cộng 4 Đó đúng không Và cộng với gì các bạn Cộng với 3 thì bằng mấy các bạn Bằng 4 Đấy đã sao Rồi tương tự nào Xử lý luôn Cái này là x bằng trừ 4 phần 3 các bạn để nguyên cho thầy nha Thằng này là các em sẽ tương đương với 3 x cộng 4 ý. Có chuyện đối thì bằng mấy các bạn Bằng trừ 5 Ai trả bằng 5 Thằng này là trị đối của 3 x cộng 4 thì sẽ bằng mấy các bạn Bằng 1 Nhưng các em thừa hiểu một điều là trị đối mà 3 âm là điều rồi đúng không? Thằng này là mồm điều thì chúng ta loại luôn đúng không? Làm sao trị đối bằng âm được? Nó giống như bình phương ấy. Làm sao bằng âm được? Thì cái này các bạn có quyền các bạn loại đi rồi mà. Đúng không? Tức là chúng ta chỉ có giải quyết phương trình trên này này và phương trình dưới này thôi. Và các bạn thừa hiểu một điều là phương trình dưới của chúng ta là thằng này có mấy nghiệm? Thằng này có mấy nghiệm đây? Hai nghiệm, chắc chắn luôn. Đúng không? Không cần phải giải ấy. Thằng trên có một nghiệm. Đúng không? Hai nghiệm cộng một nghiệm thì chắc chắn là gì các bạn? Là chúng ta đã ba nghiệm. Thì đáp án đúng là đáp án gì? Đáp án D thôi. Đấy. Hiểu vấn đề không? Đấy, có hiểu không các bạn? Đơn giản là khi mà các em nắm được bản chất, nắm được công thức đạo làm trị tuyệt đối thì thầy tin đây là cách nhanh nhất đỡ lòng hoàng cực kỳ nhẹ nhàng luôn. Và các bạn nên phải sử dụng cách này trong quá trình đi thi nhé. Hiểu chưa? Có hiểu không các bạn? Hình dung có ngấm được không? Chỉ hai bước thôi còn nếu như bạn hỏi là nếu như mà đề bài người ta hỏi số điểm cực đại cực tiểu thì làm thế nào các bạn cứ vẽ bảng mấy thiên ra hoặc vẽ trục số ra bảng mấy thiên và trục số bản chất nó là một mà sau đó các bạn cho x bằng một nghìn tỷ vào các bạn sẽ dấu bình thường thôi đó. được chưa các bạn đã hiểu câu số 4 này chưa nếu hiểu rồi thì các em vui lòng chúng ta comment xuống dưới nhé để thầy next sang các câu tiếp theo luôn đỡ mất thời gian của các bạn đúng không còn nếu như bạn nào còn thắc mắc thì mình cũng có thể comment xuống dưới luôn để thầy con biết chứ hiểu câu số 4 chưa Tiếp tục chúng ta chuyển sang một câu nữa là câu số 5. Câu 5 này là câu rất là hay, câu này cũng là câu hay các bạn này. câu này khá là đẳng cấp thực sự. Câu này khá đẳng cấp thực sự. Thực sự đẳng cấp thật. <laughs> Nhưng câu này nó thật vì các bạn là nó phải lưu ý các bạn, câu này là thật sự phải nó là phải lưu ý. Nó quá hay. Được chưa? Có quá hay đi các bạn, câu này thực sự nó là quá hay. Tại sao bởi vì nó mong manh lắm, nó mong mong dễ dễ vơ lắm các bạn nó mong manh giữa nghiệm này và nghiệm kia nó cực kỳ mong manh luôn đấy nào câu số 5 chúng ta cùng lưu ý với thầy nhá các em tập trung vào thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn câu số 5 này rất là đơn giản thôi nhưng có một điều mà các em sẽ phải lưu ý trong bài này bởi vì nó rất là mong manh nhá câu năm ui giời bạn minh huy ra đây rồi à ai chả hay nhỉ lớp mình có nhiều bạn đỉnh thật đấy rất chăm chỉ học luôn nhớ tối nay thi thử các ông nhá Hôm nay thi thử đấy, ăn chơi nhảy múa hay đập đá hay gì đó thì cố gắng là 7 rưỡi là vào thi thử. Bây giờ là không thời gian không còn nhiều nữa. Phải tham gia cọ sát nhiều vào. Mình ra ngoài ngoài biển khơi mình biết là là là, là đối thủ nó như thế nào. Đúng không? Bây, bây giờ thì đi thi đại học thì thực ra không phân biệt ở Hà Nội hay là hay là các tỉnh quê đâu. Mà ở Hà Nội có một điểm yếu là không cực, cộng điểm vùng cơ. Như ở quê nhà thầy còn được cộng 0,5 điểm vùng cơ ông ạ. Có nhiều chỗ dân tộc với mùng núi mùng xa còn cộng được 2,5 điểm cơ mà đúng không? Ừ, như ở quê thầy vẫn là khu vực hai nông thôn ở quê ấy thì vẫn được cộng 0,5 điểm. Nhưng Hà Nội làm gì có? đó đúng không? Hà Nội làm gì có được cộng? Tức là khi mà thi đại học thì nó không phân biệt vùng miền đâu. Ra ngoài biển khơi, các em mới biết được là là đối thủ mạnh thực sự là như thế nào, nha. Được chưa? Bạn Thanh Mai 5 D rồi, ok. Đấy lớp mình cũng có rất nhiều bạn làm ra rồi. Được chưa? Nào các bạn sẽ chú ý tập trung câu năm này thầy hướng dẫn các bạn nghe này xét các thu thực c lớn b lớn a lớn không thực ra thì không cho thằng này các em nhìn bằng mình thiên tại bạn cũng có đúng không đây c lớn a lớn b lớn a đây đó được chưa và có bảng xét dấu của đạo hàm như sau các bạn nhìn thấy bảng xét dấu này không nó có gì đặc biệt không các bạn đó chúng ta sẽ suy ra được nghiệm của phương trình f x bằng không đúng không đây phương trình f x bằng không ấy các bạn nhìn theo nhìn xương xương đi một hai ba bốn nghiệm nhưng rõ ràng chúng ta chỉ lấy ba nghiệm thôi đó x bằng không này này Đúng không? X bằng A này này, ok đẹp ra nhá. X bằng B này có lấy không? Không lấy, chúng ta chỉ x bằng C thôi. Tại sao một B không lấy? Bởi vì các em cần phải để ý kỹ rằng là bên trái của B và bên phải của B thì đạo hàm của chúng ta đều mang dấu âm. Tức là thằng này nó không bao giờ điểm cực trị. Nên cái phương trình F phải bằng không các bạn không nhất thiết phải đưa thằng B vào. Đưa thằng B vào thì nó chỉ mất thời gian thôi. Đúng không? Nó chỉ rắc rối thôi chứ không có ảnh hưởng gì đến cái việc mà các bạn xét dấu hay là việc các bạn tìm cực trị hay là tìm cái gì nữa. Tất cả mọi thứ nó không liên quan. Chúng ta không nên đưa thằng B vào. Đấy, được chưa các bạn? Rồi nhá, đọc đề xong rồi nhá. Tiếp tục. Đặt GX bằng thằng này, số điểm cực trị của hàng số GX là. Đấy. Đúng không? Thì theo thầy nghĩ là bài này có rất nhiều cách làm, cực nhiều luôn nhưng chỉ có một cách ngắn nhất thôi. Không bao giờ có cách ngắn thứ hai, đó chính là chúng ta dùng công thức đạo hàm của trị đối mà thầy dạy các bạn. Nó chỉ có cách đấy là nhanh nhất thôi. Vậy cách làm của chúng ta như sau, các em chú ý này. Chú ý nhá. Nghe. Hai bước nhá, số điểm cực trị đọc đề kỹ này. Để thì nó rất ngắn mà có gì đâu không đọc được Cho bảng xét dấu đấy Tìm số điểm cực trị của thằng này thôi đúng không Vậy các bạn sẽ có bước 1 là chúng ta sẽ luôn luôn gì các bạn Chúng ta luôn luôn tính đạo hàm chuẩn nào thôi à, Nhưng mà các em cần nhớ đây là công thức đạo hàm của này nghe này FU Đóng ngoặc mở ngoặc tất cả phải Đó là đạo hàm của hàm hợp các ông nhá Thì bằng U phẩy nhân F phẩy của gì các bạn F phẩy của U à, Công thức này ok không Thế U là thằng nào U là thằng trị tuyệt đối này không này Vậy thầy có luôn bằng luôn chị tử đối x mũ ba tất cả đóng ngoặc mừng ngoặc phẩy nhá là u phẩy đấy hiểu không du này rất đẹp sai nhá nhân f phẩy của u là f phẩy của thằng nào chị tử đối x mũ ba đấy chuẩn chưa ông bao giờ phi sơ sơ nha nhưng đạo hàm thằng chị tử đối thầy dạy các em rồi nhớ để áp dụng cho đúng vào đây là chị tử đối u thì bằng u phẩy nhân u trên chị rồi u phẩy là bằng 3 x bình nhân u là nhân x mũ 3 trên chị tử đối u là chị tổ đối x mũ 3 Đồng ý không? Và nhân với F phẩy của Của cái gì? Của thằng này Đấy Hiểu vấn đề chưa? Ok men nhé, Tính cho chuẩn nhá Hà Nội không vội được Rồi bây giờ chúng ta vào việc luôn Kiểu gì mà các em trả cho bằng không Cho bằng không thì mình sẽ suy ra luôn Và ngay như thầy trong vòng một nốt nhạc này Đấy 3x bình và nhân x mũ 3 Thực ra thì là x mũ 5 nhưng nếu như cho bằng không thì các em cũng có thể nhầm ra x bằng không luôn và chắc chắn 100% thằng này là điểm cực trị vì sao bởi vì x bằng không đây thì về xương xương đó chính là số nghiệm bội gì các bạn bội lẻ đúng không nghiệm bội lẻ đấy tại sao biết mũ lẻ bởi vì nó mũ 2 nhân mũ 3 thì bằng mũ 5 mà thằng này là nghiệm bội lẻ thì nó là điểm cực trị rồi ok thỏa mãn được chưa nhưng phương trình dưới đây các em để ý, thằng này là cái thằng quan trọng nhất giải đi giải lại một nghìn lần thì các em vẫn phải lưu ý đó là cái thằng F' của chị đối x mũ 3 ấy bằng không ấy thì kem nhìn vào đâu nhìn vào đây thằng này hàm đơn chúng ta vừa giải xong ấy đúng không Kem thay lõi đó vậy các bạn nhìn nghe này nghe kỹ vào nhá đây thằng x bằng không đúng không thằng này có 3 trường hợp nhá đây các em thấy không thay vào thôi tất cả những cái gì có ích thì mình thay bằng gì chị đối x mũ 3 thì thầy có luôn là như sau chị đối x mũ 3 thì bằng không đúng không chị đối x mũ 3 thì bằng gì các bạn bằng a Chị đối x mũ 3 thì bằng gì các bạn? Bằng C. Đúng không? Bây giờ các em sẽ tìm ra tất cả nghiệm này. Thằng này x bằng 0. Thằng này x bằng 0. Thằng này x bằng gì các bạn? Ờ, cộng trừ đúng không? Chắc là bằng cộng trừ căn bậc 3 của a. Đó, đúng không? Thằng này cũng thế thôi, x bằng cộng trừ căn bậc 3 của gì các bạn? Của C thôi. Đó, được chưa? Đến đây các bạn hiểu không? Đến đây các bạn hiểu không? Nhưng nghe cái điều ăn nhau của chúng ta trong bài này, ấy, các bạn nhớ cho thầy nghiệm x bằng không này này, theo các bạn nghiệm x bằng không này là gì? theo các bạn, bây giờ sẽ có hai ý kiến trái trái chiều nhau, các bạn nghe nghe kỹ thầy giảng này này. đến bây giờ ấy thì đến đây thì hầu như ai cũng sẽ giải được, nhưng từ đây mà các bạn biện luận ấy thì thường sẽ có hai ý kiến trái chiều nhau. ý kiến trái chiều thứ nhất ấy là liệu x bằng không này này, nó là nghiệm đơn hay là nghiệm gì? các bạn nghiệm kép. Đấy. nếu là nghiệm đơn thì làm sao nếu là nghiệm đơn thì các bạn thấy này thằng trên là nghiệm nghiệm bội lẻ thằng này nghiệm đơn thì hai thằng nhập vào với nhau thì nó sẽ trở thành nghiệm bội chẵn đúng không và nghiệm bội chẵn đó thì loại là nó không được xếp vào cực trị nếu thằng này là nghiệm đơn được chưa đòi kiến trai chiều nhất các bạn hiểu vấn đề không thì ví dụ giống như thằng này mũ một này x mũ một này mà nhân với x mũ ba của x mũ năm chẳng hạn thì nhập lại với nhau thì bằng x mũ sáu thì nó lại trở thành nghiệm bộ chẵn đúng không thì chúng ta lại loại đi đó là ý kiến thứ nhất nhưng còn một ý kiến nữa Ý kiến thứ hai là x bằng 0 này nó lại là là, là 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 Nghiệm kép Đúng không? Nghiệm kép thì làm sao chúng ta loại à, Nghiệm kép thì loại Thì theo các bạn chúng ta sẽ nằm ở ý kiến số 1 hay ý kiến số 2 Vì sao thế? Tất cả chúng ta comment số dưới thầy xem nào Theo các bạn X bằng 0 này Nó là nghiệm kép hay nghiệm đơn Nó là ý kiến số 1 hay ý kiến số 2 Các bạn cần phải hiểu rõ nó Chúng ta mới chốt được đáp án bài này Đấy. Các bạn biết không? theo các bạn, chúng ta chọn ý kiến số 1 hay ý kiến số 2 nào, chúng ta comment xuống dưới đi mạnh mẽ lên các bạn, yếu đuối thế. Bạn Hoàng Nguyễn Bảo Bộ chặn ạ. À. Đây, thầy chỉ hỏi các bạn là nghiệm này theo theo các bạn là nghiệm đơn hay là nghiệm bụi ch... uh, uh, nghiệm uh, nghiệm nghiệm cái kép nào? Các bạn biết không? Các bạn nào trả lời được không? Ừ. Nó là nghiệm đơn hay nghiệm bội? nghiệm kép nếu nghiệm đơn và nghiệm kép hoàn toàn khác nhau nha nó ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả luôn Đó, nhiều bạn bảo là trị tử x mũ 3 thì bằng 0 thì x bằng 0. Đúng không đúng không đúng nhưng mà thằng này là nghiệm kép hay nghiệm đơn Đó. <laughs> bạn đã biết không mạnh mẽ lên thật mạnh mẽ lên cứ yên tâm đi có gì đâu mà. thầy cô chặt cu các bạn đâu mà lo <laughs> học với các bạn lớp online toàn là mấy nghìn người quen rồi các bạn ạ à? Còn comment mà đọc đọc không sể luôn đọc lú luôn đến lúc lớp mình thì không có comment đâu mà đọc mình phải lướt đi lướt lại xem là liệu có có, có lang không <cười> buồn cười quá <laughs> nghiệm gì các bạn nghiệm kép đúng rồi thằng này nghiệm kép các bạn nha nghiệm kép các bạn xác định nghiệm kép các bạn nghe này ờ, chị tổ đích mua ba bằng không ấy thì giống như ở chị tổ đích bằng không mà đúng không chị x bằng không có chữ x bằng 0 thì cũng khác gì cái thằng x bình bằng 0 đâu. Đấy. các bạn hình dung không? Bản thân thằng này là nghiệm kép. Nghiệm kép thì nó sẽ loại thằng này đi. Nhớ chưa? Nó nghiệm kép trị x bằng 0 thì nó giống như x bình bằng 0 ấy. Đó là điều lưu ý duy nhất của thầy trong bài này. Được chưa? Trị đối x bằng 0 thì đó là x là nghiệm kép. Được chưa? Mà nghiệm kép thì chúng ta loại luôn. À, vậy tóm đi tóm lại ở trên là vẫn thỏa mãn. Bởi vì ở trên là nó vẫn là gì các em là đơn nhá đó ở dưới có tổng cộng là mỗi một nghiệm nữa là là tổng lại là bốn nghiệm bốn nghiệm cộng một nghiệm là năm nghiệm năm nghiệm thì chúng ta chọn là bàn gì các bạn đáp án d Đó, hiểu vấn đề không? Thầy nhắc lại Đó là trị x bằng 0 Thì nó giống như kiểu x bình bằng 0 vậy Bản thân nó là nghiệm kép Tức là hai lần nghiệm Đúng không? hai lần nghiệm Đó, mà hai lần nghiệm thì nó sẽ loại nó đi Nghiệm kép thì loại nó đi Và trên của chúng ta nó vẫn còn một nghiệm x bằng 0 nữa Nó vẫn lẻ được chưa? Thì tổng cộng lại chúng ta có 5 nghiệm tất cả. Đây là cách làm ngắn nhất, đơn giản nhất trên cuộc đời này. Đấy. Hiểu vấn đề không các bạn? Có hiểu câu số 5 không? Các bạn có hiểu câu số 5 không? Comment xuống dưới thầy ừ, xem 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 các bạn có hình dung không nhỉ? Đấy, có hiểu câu số 5 các đồng chí? cố gắng ngấm nhá Đấy, thầy đang giảng cho các em một số những phương pháp mà thầy nghĩ là cách này là cả là cách làm nhanh nhất trong cuộc đời rồi các bạn không hiểu cách này thì thầy các em luôn là không thể hiểu cách nào khác hứa luôn Đấy, đẹp ra chưa tiếp tục chúng ta chuyển sang câu số sáu giúp thầy nhá câu sáu đây Cố về em làm lại cố gắng ngấm luôn các bạn thời gian này không có nhiều đâu ừ, thầy nghĩ là các em rất là hạn chế thời gian Vì thế là nếu như mà mình đã mất thời gian mình học ấy thì cố gắng thứ nhất là tiếp thu trước thứ hai là cái gì cần làm thì các bạn làm luôn ngấm thì ngấm luôn đợi về nhà thì sợ là mất nhiều thời gian quá đúng không mình còn ăn uống còn nghỉ ngơi nữa còn chơi bời nữa mà cũng càng về sau thì càng thư giãn nên cái gì đã học thì học cho nó đàng hoàng luôn đó đúng không ngấm luôn ngấm luôn tại chỗ các bạn nhá được chưa tiếp tục chúng ta chuyển sang câu 6 một câu cũng rất là hay đây câu 6 như sau các bạn tập trung cho hàm số y có đồ thị như vẽ bên dưới đây, đồ thị FX đây, đẹp trai Gọi S là tập hợp tất cả những giá trị nguyên của tham số M Thuộc đoạn từ trừ 2021 đến 2012 Ai trả 2021 đến 2012 Để Được. hàm số này có đúng 4 nghiệm, 4 điểm cực trị Tìm số phần trừ của tập hợp S Ok không ạ, hay không? Đấy. Bài này là một bài toán cũng khá là hay Biện luận về số điểm cực trị của một hàm số chứa tham số M Đó. Câu này thì không biết các bạn có làm ra kết quả giống đáp án hay không Nhưng thầy cũng đã làm rồi Đúng không? Thầy có một cái gì đấy nó xương xương nó không giống kết quả Nào <laughs> bây giờ chúng ta sẽ xử lý thôi thầy như sau Nhìn là biết nhé Biện luận tham số M Để hàm số có đúng bốn điểm cực trị Thì việc đầu tiên của các bạn cần phải nhớ Chắc chắn liên quan đến điểm cực trị Thì nó liên quan đến nghiệm của đạo hàm Mình tính đạo hàm cho chuẩn cho thầy được Đúng không? Thầy có luôn nhé Y phải bằng Tính vào đấy trực tiếp luôn thầy đi Thằng này FU nhá, U là thằng này này Các à, thấy không FU đấy, đạo hàm của hàm hợp đấy ừ. Thì bằng U phẩy, nhân F phải U U phẩy nó chính là gì, U phẩy là bằng FX này Ờ, trừ đi 2M Cộng 1 Phẩy, đúng U phẩy không Nhân F phải U là F phẩy của thằng nào F phẩy của FX Trừ 2M Mà cộng với 1 Hiểu không Đấy à. Ý phải đây, tương đương luôn thầy nào Ý phải bằng gì Cái này bằng Fx luôn các bạn nhá Nhân với Nhân với F của gì nhỉ Fx Trừ 2m cộng 1 này đó, Sau đó kiểu gì mà trả cho bằng 0 Ai trả Phương Linh ra là bạn A rồi kìa Ai trả hay nhỉ Đồng chí Phương Linh này muốn về lấy chồng lắm đây Đúng không <laughs> Tôi thầy trêu thôi Đừng về lấy chồng thật nhé <laughs> <laughs> không có bữa nào bảo thầy Thuận cứ bảo em về lấy chồng <laughs> Toàn đấy, nha <laughs> Đúng không các em nhỉ thế tục thôi, mình kiểu gì mà chả cho Mà hai trường hợp thôi, đúng không Một là f'x bằng không các bạn nhé I là f' của fx Chứ 2m Một thì sẽ bằng 0 Đấy, các bạn thấy rõ ràng xúc tích không Thầy thấy, thấy, thấy chữ thầy đẹp mà, đúng không rồi mà Tương đương luôn các bạn nhé, giải từng cái một ra thầy nào Các bạn có thể ký hiệu đây phương trình 1 Và đây phương trình 2, giải nó dễ Chúng ta có một tương đương luôn các bạn nhé fx bằng không thì các bạn nhìn thấy này. đây là đồ thị fx đồng ý không các bạn phải nhớ thật rõ vào và thật sự hiểu vào nhá đây là đồ thị của fx vậy fx bằng không là gì fx bằng không đó là điểm cực trị của đồ thị fx và rõ ràng nhìn thấy không đây đang có hai điểm cực trị đây một đại và một tiểu x cực đại của chúng ta bằng trừ một x cực tiểu đang bằng hai tương đương với phương trình F'x bằng không thì chúng ta sẽ có hai nghiệm đó là gì đó là x bằng mấy các bạn x bằng trừ một và x bằng mấy các bạn x bằng hai Đấy. Được chưa? Ok không ạ? Tiếp tục các bạn tương đương phương trình 2 nhé. Phương trình 2 thì nó cũng rất là dễ rồi bởi vì các bạn để ý rằng là bản thân cái phương trình 2 nó là phương trình hàm hợp của phương trình 1. Đúng không? Lõi của là thằng này này. Lõi thằng này là lõi gì các bạn? Lõi Việt Nam đúng không? Thằng này là lõi Trung Quốc này. Thay vào thôi. Tất cả những cái gì có ích thì mình thay vào thôi. Vậy các bạn tương đương luôn nhé. Hai phương trình đó là Fx này. Trừ đi 2M cộng 1 thì bằng trừ 1. Đúng không? Fx của chúng ta. Trừ đi 2M đó, cộng 1 thì làm sao các bạn? Bằng 2. Mình tương đương luôn như thầy nhá. Fx của thầy sẽ bằng 2m đúng không? Trừ 2. Và Fx của thầy làm sao các bạn? À, bằng 2m mà cộng với 1. đúng không các? Đấy. Đến đây ok không? Bây giờ các em mới biện luận đến bây giờ mới được biện luận này. Sau khi mà các bạn tìm được tất cả nghiệm rồi chúng ta sẽ cùng nhau biện luận như sau. Nhất là đề bài đề bài người ta yêu cầu có đúng bốn điểm bốn điểm cực trị đúng không? đề bài yêu cầu có đúng bốn kiểu cực trị tức là nó sẽ có bốn nghiệm tất cả bên cạnh đấy thì mình đã tìm ra hai nghiệm này rồi đây là hai nghiệm rồi từ đấy thì mình sẽ suy ra phương trình dưới nó phải có tổng cộng hai nghiệm nữa là được mỗi một phương trình có một nghiệm đúng không đấy mỗi phương trình có một nghiệm vậy tất cả những phương trình này đều là tương giao đúng không? tất cả những phương trình này phương trình tương giao tương giao của đồ thị fx và đường thẳng đúng không ví dụ ở trên là đường thẳng y bằng hai m trừ hai ở dưới là đường thẳng y bằng hai m cộng một Đúng không? Và các bạn thường hiểu là 2m cộng 1 nó phải lớn hơn thằng 2m chữ 2 Vì thế, nhìn vào đồ thị thì các bạn sẽ suy ra mỗi một phương trình nó phải có một nghiệm Thì các bạn sẽ tương đương ngay và luôn Đó là gì? Đây Phương trình thứ nhất đây Chắc chắn đây phải là y bằng gì các bạn? 2m chữ 2 Đúng không? Đây Đây sẽ là đường thẳng y bằng gì các bạn? Y bằng 2m cộng 1 Các em nhìn thấy không ạ? Bắt buộc mỗi một phương trình nó phải cắt đồ thị tại một điểm duy nhất Thì đây Là điều kiện Các em nhìn thấy không? Đấy, các bạn nhìn thấy không? Ok mà. Sau đó thì mình sẽ tương đương thôi, đúng bắt buộc mỗi một phương trình có một nghiệm. Vì thế cách làm của chúng ta đó là các bạn chuyển về bài toán về và nhé Đồng thời cả hai cái. Phương trình trên có một nghiệm, phương trình dưới có một nghiệm. Đúng không? Có nhiều bạn hỏi là thầy ơi, thế trong trường hợp nào nó có phương trình trên nó có hai nghiệm không? Phương dưới không nghiệm không? Các bạn nhìn thấy, có thằng nào cắt được hai nghiệm không? Mà phương trình trên vô nghiệm không? Đúng. Chắc chắn ít nhất là mỗi phương trình có phải có một nghiệm, không bao giờ có trường hợp nào vô nghiệm hết. Nên trường hợp đấy là không khả thi đúng không? Tức là các bạn tự hiểu một biện luận một điều rằng là tất cả những cái dạng như này nó có đều có ít nhất là một nghiệm. Đúng không? Vì thế chúng ta có điều kiện thầy như sau, đó là 20 trừ 2 của thầy đúng không? Thằng này 20 trừ 2 này. Hiện tại nó phải bén mấy các bạn? bé trừ 3. Đó, tiếp tục, 20 cộng 1 của thầy, hiện tại nó phải lớn mấy các bạn nhỉ? Lớn mấy? Lớn 5 à? Ai à, lớn 5. được chưa các bạn nhưng vấn đề chính là nó là gì các bạn vấn đề chính là gì đây đó chính là có dấu bằng hay không được chưa có chỗ bằng hay không được chưa các bạn biết là có cho bằng các bạn nhỉ? Chắc chắn là có cho bằng thôi, đúng không? Có cho bằng thôi. Đấy, các bạn thấy không? Có chắc chắn có cho bằng rồi các bạn nhá. Chắc chắn có cho bằng rồi. Đúng không? Tuy nhiên có một điều mà các bạn phải lưu ý như này này. Bạn Phương Linh bảo là 20 1 lớn hơn 20 2 có 3 đơn vị thôi mà thầy. Ừ, thầy biết rồi, từ từ bình tĩnh. Thầy phân tích cho. Được rồi. Thầy phân tích cho nhá. Đây. Các bạn để ý này, đây chỉ là một trường hợp thôi đúng không? Đây là một trường hợp thôi. Tuy nhiên các bạn để ý cho thì trường hợp này này. Đây là trường hợp này này. Khi các bạn giải ra, khi các bạn giải ra đầy đủ nhá các bạn cứ giải ra đầy đủ thầy đây các bạn giải ra đầy đủ nhá chúng ta có này Cái này là m làm sao nhỉ hai uh, m nó bén bao nhiêu các bạn hai m bén bằng uh, trừ một đúng không hai m bén bằng trừ một thì m của chúng ta sẽ bén bằng trừ một phần hai đúng chưa tiếp tục là m của chúng ta sẽ lớn bằng hai m lớn bằng bốn thì m sẽ lớn bằng mấy các bạn lớn bằng lớn bằng hai hiểu không đấy hiểu vấn đề chưa Tức là chúng ta sẽ có trường hợp như này. Tuy nhiên có một điều mà thầy muốn nhấn mạnh với các bạn như này này. Đó là ý kiến của bạn Phương Linh. Đúng không? Bạn nói rằng là uh, khoảng cách giữa cái thằng 2 trừ 2 và 20 cộng 1 này này nó chỉ có ba đơn vị. Đúng không? Nhưng bên cạnh đấy thì nếu như mà thằng này nó nằm trên hẳn, nằm dưới hẳn thì các bạn thấy khoảng cách nó ít nhất là 5 cộng với 3 là bằng 8 đơn vị. Đấy, thì trường hợp này là gì các bạn? Trường hợp này là gì? là không thỏa mãn. Hiểu không? Là không thỏa mãn. Nếu như nếu như mà có một cái nằm trên hẳn vào cái nằm dưới hẳn thì nó không thỏa mãn. Lý do vì sao? Bởi vì khoảng cách của y bằng 2m cộng 1 và y bằng 2m chữ 2 thì nó chỉ có 3 đơn vị thôi. Bởi vì các bạn lấy hai thằng này thằng trên trừ thằng dưới đi, 2m cộng 1 mà trừ đi 2m chữ 2 thì có đúng bằng 3 đơn vị không? Mà trong khi đó thì cái khoảng cách từ điểm cực đại đến điểm cực tiểu các em nhìn thấy là nó xương xương là 8 đơn vị rồi. Đói, thì chúng ta sẽ suy là trường hợp này là gì các em là không thỏa mãn đúng không nó không thỏa mãn Đấy, vậy chúng ta sẽ có hai trường hợp nữa trường hợp nữa là gì đây trường hợp một là gì đây Đấy, trường hợp một xong bây giờ các em viết trường hợp thứ hai trường hợp thứ ba trường hợp thứ hai là gì trường hợp thứ hai đó chính là cả hai đường thẳng đều nằm trên đường thẳng là y bằng hai m cộng một nó nằm trên thì các bạn sẽ suy ra đây là đường thẳng tiếp theo này đường thẳng tiếp theo đây là y bằng gì các bạn y bằng hai m trừ hai đúng không? Vậy trường hợp này là chúng ta sẽ cho gì các bạn? Cho gì đây? Cho 2m 2 đúng không? 2m 2 này của thầy sẽ phải làm sao các bạn? Sẽ phải lớn hơn là bằng 5. Là được. Bởi vì sao? Bởi vì đường thẳng nó bé nhất mà nó nằm trên rồi thì chắc chắn đường thẳng trên của nó thì cũng là thỏa mãn rồi. Hiểu được không? Đấy, đường thẳng này đường thẳng bé hơn này. Bé hơn mà nó nằm trên thằng này rồi thì chứng tỏ thằng thằng lớn hơn của nó thì cũng nằm trên là điều hiển nhiên rồi. Đấy, hình dung không? Đây là điều kiện duy nhất của trường hợp thứ hai nhé. Thằng này nằm trên thằng năm rồi thì chắc chắn thằng trên của chúng ta cũng nằm. lớn năm đúng không? Thế các bạn sẽ suy ra làm gì các em? M của thầy sẽ lớn mấy nhỉ? 5 cộng 2 là bằng mấy? 7 7 cái 2 là bằng mấy uh, các bạn? 3,5. Đúng không? 3,5. Đó là trường hợp này đúng ạ. Đó và các bạn kết hợp điều kiện nhé Đây, các bạn kết hợp điều kiện này nữa này. M của nó thuộc đoạn thì từ trừ 2021 đến 2021 đúng không? Các bạn kết hợp điều kiện nhá Đây, kết hợp điều kiện thầy kết hợp luôn cho các bạn này. M sẽ thuộc đoạn từ trừ 2021 cho đến 2012. Đó thì các bạn lấy cho thầy xem bao nhiêu giá trị nhỉ? M của chúng ta thuộc đoạn từ mấy các bạn? Từ 4 đến 2010 12. hiểu không? Bắt đầu từ 4 này, đến 2012 có bao nhiêu cái nhỉ? 2012 trừ đi 3 cái thì bằng 2009 rồi. Ai chà, tức là chúng ta có tầm khoảng 2009 giá trị rồi. Hiểu không? từ 4 cho đến 2012 nhá thì các em sẽ lấy 2012 mà trừ đi 1 trừ đi 2 trừ đi 3. Trừ đi 3 giá trị là chúng ta có tổng cộng 2009 số rồi. Được chưa? Đó chờ thứ, chờ thứ hai. Và trở thứ ba, chờ thứ ba là trở hợp đúng này. Trở thứ ba là cái gì? Là tất cả hai đường thẳng của chúng ta đều nằm dưới cái thằng trừ 3 này. Đúng ạ? Nằm dưới trừ 3. Nhưng các em cần phải nhớ là gì? Thằng này thằng bé hơn thì chúng ta phải cho thằng lớn hơn nó nằm dưới đây. Đây là đường thẳng tiếp theo của chúng ta, đường thẳng này đường thẳng y bằng 2 cộng 1 đây đúng không? nó nhất, chắc chắn nó phải nằm dưới thằng trừ ba thôi thằng này lớn hơn mà nó nằm dưới thì chắc chắn thằng bé nó cũng nằm dưới thôi thì cần một điều kiện thôi đúng không ạ thì từ đây kem sẽ suy ra điều kiện tiếp theo của chúng ta đó là 2m cộng 1 nó sẽ phải bé bằng trừ 3 đúng rất nhiều bạn sẽ đặt câu hỏi là tại sao lại bé được bằng bằng thì nó hiển như là có bởi vì tiếp xúc nó chẳng qua là chúng ta tiếp xúc cho vui thôi nó không tính điểm tiếp xúc mà các bạn đã biết rồi đúng không tương đương với 2m của thầy làm sao ạ nhỉ ờ, chỗ này là trừ mấy nhỉ trừ 4 này Chữ 4 chữ 2 thì bé bằng um, Chữ 4 này các bạn tương đương với m của chúng ta Bé bằng mấy các bạn bên bằng chữ 2 Và các bạn kết hợp điều kiện là m nó sẽ thuộc đoạn từ trừ 2021 Đúng không? Cho đến 2012 nữa cơ Đó, Thì các bạn kết hợp hai thằng này lại với nhau Thì chúng ta sẽ suy ra gì các em M nó sẽ thuộc đoạn từ chữ 2021 Đúng không? Đến chữ 2 Ai trả đến chữ 2 luôn không ạ? Đến chữ 2 Thì các em đến bao nhiêu nhỉ? 2021 mà cộng 12 là bao nhiêu nhỉ? 2023 cộng số 0 nữa là bằng 2024. Ai chả? Chỉ bằng 2024 số cơ. Đúng chưa các bạn? À không nhầm 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 nhầm. Sorry, đây là đến trừ -2 mà đến 2. Đến trừ -2 thì chỉ có 2020 số thôi. Đó, à, đúng không? 20 số thôi nhá. Đấy. Ok không? Đến 2 mới là bằng 2021 24. Còn đây là chỉ đến trừ -2. Thì chúng ta có 2020 giá trị. Giá trị thôi nhá. Đấy, được chưa? Và các bạn kết hợp thôi. T tức là chúng ta sẽ kết hợp về điều kiện đúng không? Thì chúng ta có trường hợp thứ hai, trường hợp thứ ba đó, đó chính là gì các em? Còn hai số tổng giá trị cần tìm. Đúng không? Vậy các bạn sẽ cộng hai lại với nhau đúng không? Tổng số giá trị M cần tìm nhá, tổng giá trị M. Ở đây là gì các bạn? Là lấy 2020 đúng không? Cộng với 2009 thì chúng ta có tổng cộng bao nhiêu nhỉ? 4029 số đúng không? 4029. À thì nó vẫn đang là bạn được à. Đấy. Ok không ạ? Là câu số 6 của chúng ta nhá. Một bài toán rất là hay. Nhưng đòi đòi hỏi chúng ta phải biết luận được cả ba trường hợp cơ. Đúng không? Như trường hợp 1 chúng ta đã loại đi vì có điều kiện rồi nhá. Trường hợp thứ 2 và trường hợp thứ hai và trường thứ ba là hai trường hợp thỏa mãn nhất. Các bạn hình dung không? Đã hiểu câu số 6 chưa các bạn? Hiểu chưa? Cố gắng loát nhá. Tiếp tục chúng ta chuyển sang câu số 7 nhanh nào. Câu 7. Lấy chồng thế nào được ạ? À? Ai cha. Ít <laughs> ra phải lấy chồng đấy nhá. Ái cha. <laughs> nào câu 7, câu 7, câu 7, 7, nào. Các đồng chí. Câu 7 nào, câu 7 dễ rồi nhỉ? Câu 7 này dễ rồi nhá. tục câu 7 nào. <laughs> Bạn Nguyễn Minh Anh bảo tính nhầm xin lỗi. Ai chào Minh Anh à? Like cái nào. Line, cái nào? Minh Anh đúng không? Cái đồng chí ngồi đi học toàn ngồi bàn dưới đúng không? ai chà, trốn học đây mà. Câu số 7 nào. Các đồng chí làm đi, tôi thầy xem nào. Má việc luôn không? Câu 7 nhá. Cho hàm số f(x) có đa hàm số bậc Đó, hàm số f(x) có đồ thị như sau, đây đồ thị f(x) đây. Được chưa? Tìm tất cả giá trị thực của tham số m để phương trình này có hai nghiệm thực phân biệt có anh nghiệm thực phân biệt thì các em thừa hiểu một ừ. điều là chúng ta chỉ cần tương giao thôi đúng không tức là mình sẽ tự biến đổi là f của gì các bạn f của mx cộng với một đó trừ đi x thì bằng m đúng không chuyển với đổi dấu thôi bài này dễ rồi các em ạ đúng nhỉ đúng mà có hai nghiệm thực phân biệt thì chúng ta sẽ thừa hiểu một điều là chúng ta sẽ vẽ bảng miền thiên của thằng về bên tay hay gì bên tay trái ra thì các bạn đặt thằng này GX đi đúng không vẽ bảng mình thiên của gối ra và nó cho nó giao với GX với đường thẳng ym nó cắt tại hai điểm phân biệt thì suy ra phương trình có hai nghiệm là ra mà. Đấy, các bạn hiểu vấn đề không? Chung quy lại là bây giờ nó sẽ trở về một bài toán là chúng ta vẽ bảng mấy thiên của hàm số này ra. Đúng không? Vẽ bảng mấy thiên là xong hết. Hiểu chưa các bạn? Vậy làm sao để vẽ bảng mấy thiên đây? Thì bây giờ chúng ta sẽ đi theo trình tự các bước nhé. Nếu là đề bài cho đồ thị đạo hàm rồi, bây giờ các em cần vẽ bảng mấy thiên thằng này thì chúng ta vẫn đi tiến hành theo đó, hai bước thôi đúng không? Bước 1 là như sau. Là kem tính đạo hàm này nhá, các bạn đặt gới Các bạn đặt cho nó cho nó rõ ràng nhá. Đặt gới là thằng về bên tay trái nó sinh là bằng uh, f của em x cộng 1 đúng không, kép Mà trừ đích ai trả trừ x đây. Để ra chưa? Rồi bây giờ kem tính đạo hàm nào g phẩy x của thầy sẽ bằng cái này f u nhá. U phẩy là bằng em x luôn công này. Nhân với f phẩy u là f phẩy của em x cộng 1 luôn. Trừ đi 1. Đấy. Được chưa? Sau đó, sau đó thì các bạn cho bằng gì các bạn? Cho bằng 0 thì mình tương đương với F phẩy của MX cộng 1 thì sẽ bằng gì? Thì bằng 1 trên MX. Đấy. Đúng không? Nhưng làm sao để giải phương trình này? Để giải phương trình này thì các em thưa hiểu một điều chúng ta phải gì? Phải đặt. Đặt phụ ấy. Bởi vì chúng ta cần phải mượn đôi thì Fx. Thì phải đặt cái trong ngoặc bằng T thôi. là chúng ta đặt luôn. Đặt cái gì? Đặt MX cộng 1 thì bằng T. Đúng không? Nhớ hiển nhiên là T này phải lớn hơn 1 các bạn nhé Mà mặc đơn, đơn, T phải lớn 1 đấy Bởi vì em x lớn không mà Cộng 1 thì phải lớn 1 Thì phương trình này nó sẽ trở về phương trình đó là F T Đúng không? F phải T sẽ bằng mấy các bạn nhỉ? 1 trên gì các bạn? Em x là bằng T chữ 1 luôn Đúng không? Đấy Ok không? F phải T sẽ bằng 1 trên T chữ 1 Thế muốn giải phương trình này thì chúng ta phải mượn đồ thị này Tức là chúng ta giải phương trình f và x bằng 1 trên x 1 ra. Hiểu vấn đề không? Đó, phương trình này nó giống như kiểu cái phương trình f và x sẽ là bằng 1 trên x 1 vậy. Và các em cần phải giải phương trình này ra không này? Đó. Và phương trình này là tương giao của đồ thị f và x và gì các bạn? Đồ thị y bằng 1 trên x 1 thôi. Và để vẽ cái thằng này các bạn đã được thầy dạy các em rất là nhiều rồi. Cậu giống như kiểu là chúng ta vẽ gì các em? Vẽ đồ thị của hàm số phân thức vậy. Các em chỉ cần nhìn thấy là nó sẽ có tiệm cận đứng lại x bằng 1. x bằng 1 nằm đây này các bạn vẽ xương xương nhé đây đấy, có đúng là tiệm cận đứng x mà một mùa không tiệm cận ngang thì y bằng không rồi đây giao điểm của hai đường tiệm cận thì đó chính là tâm đối xứng của đồ thị được chưa các bạn tính đạo hàm là gì các em đạo hàm của nó bằng trừ trừ thì có nghĩa âm đúng không trừ có nghĩa là Thế rồi nó hết pin rồi đợi thầy tí nhá máy hết pin sạc pin vào ngồi tí nó sập mất Chà. Được chưa? Bây giờ các em tính đạo hàm thằng này, đạo hàm thằng này là bằng gì các em nhỉ? 1 ừ. ừ. trên x, trừ 1 tất của bình đấy. Nó âm à? Thì đồ thị của nó như nào các bạn? x bằng 2 thì y bằng 1, ai nó đi qua điểm này này. Thì vẽ luôn các bạn nhé, đồ thị của nó như này. Nhớ là nó tiệm cận đứng vào tiệm ngang nhá, nó tức là về bản chất là đi, tiệm cận là nó sát với đồ thị mà. Tức là khi mà các bạn vẽ thì các em vẫn phải lưu ý. đi qua điểm này này. Đúng không? Thay vào đây x bằng 2 thì y bằng 1. Rồi sau đó nó sát với đường tiệm cận, tiệm cận đứng đây. Thì đồ thị của nó chuẩn men là phải như thế này. Đấy, các em nhìn thấy không ạ? Nhiều bạn hỏi vậy, nó chỉ có một nhánh thôi thầy, nó có hai nhánh không ạ? Hàm số bậc một trên bậc nhất trên bậc nhất, hoặc là hàm số gì các bạn? Hàng số trên bậc nhất nó luôn luôn có hai nhánh. Đây là một nhánh thôi, còn nhánh nữa nếu các bạn vẽ thì các em phải hiểu này, điểm này là tâm đối xứng thì nhánh thứ hai của nó như thế này này. Đó, đây là vẽ đồ thị full HD của thằng này ra. Nhưng cái chính là các em chỉ cần quan tâm ấy là cắt đồ thị f(x) tại một điểm duy nhất là gì các em? Là hai thôi đúng không? Cái thằng nhánh thứ hai các bạn vẽ đủ bộ phận nhưng mà nó có cắt được nhánh thứ hai đâu? Nhỏ nó chỉ cắt nhánh thứ nhất thôi tại một điểm là gì các bạn? Là bằng hai. Đấy, hiểu chưa? Và sau khi vẽ xong thì cái chúng ta cần phải tìm là gì? Các bạn sẽ hiểu một điều ngay về luôn đó là t của chúng ta nó có một nghiệm duy nhất là bằng hai. Và sau khi các bạn tìm được t bằng hai rồi, chuyện mình sẽ tương đương với thay vào nhá, chúng ta sẽ tương đương phương trình này này. Bởi vì về bản chất là mình đặt ẩn phụ để giải nghiệm mà. Đúng không? Đặt xong thì các bạn tìm được t bằng 2 thì các bạn tương đương với e đúng không? mx cộng 1, mx cộng 1 thì bằng 2 vậy tương đương mx bằng 1 thì x bằng 0 này đấy, chỉ có mỗi nghiệm thôi hiểu không? mỗi nghiệm bằng nghiệm này chắc chắn nghiệm đơn nữa không nhỉ mx bằng 1 thì x của chúng ta bằng 0 bây giờ các em sẽ vẽ bảng hành thiên như sau các bạn vẽ bảng hành thiên nhé bảng hành thương của hàm số fx luôn các bạn ạ đây đúng không chúng ta có gx đâu nhỉ đây gx là x đây g phải x và đây chính là gx được chưa có một nghiệm x bằng không đây thằng này âm vô cùng và thằng này dương vô cùng thằng này không đây đấy bây giờ các em xét dấu thoải mái đi các bạn xét dấu thoải mái đi cho thầy nhá xét dấu như nào đây cho x bằng một 000 nghìn, nghìn tỷ bỏ vào đi các bạn các bạn cho x bằng một nghìn tỷ đi đấy em muốn một nghìn tỷ này đúng không thế chưa? nhân F phẩy của 1.000 tỷ này Em x đầu, em x đầu, đây F phẩy đây Đấy, mai dấu gì các bạn Câu này A, sai nữa em khóc à Ai chà Giang A cơ à Đấy, các bạn xét dấu đi thầy đi, xét dấu đi Thường là chúng ta xét dấu khoảng với cùng trước các bạn nhé với cái bài này thầy đã dạy các em cách xét dấu rất là nhiều rồi chúng ta có thể dùng phương pháp trên dưới hoặc là thậm chí các bạn dùng phương pháp thử các bạn cho x bằng một nghìn tỷ bỏ vào thì các bạn thấy này đây g phẩy đây em muốn một nghìn tỷ nhá nhận f phẩy của một nghìn tỷ Đúng không? Thằng này dương này F phải 1 nghìn tỷ đồng đây Thấy không? Nó cũng dương Đúng không? Đấy, trừ đi một thì nó mang dấu dương Tức là thằng này hình như là nó mai dấu dương này Đúng chưa? Thằng này âm này Đúng không? Âm thì đi xuống thôi Dương đi lên Đấy Từ đây các em sẽ suy ra đây là F tại mấy các bạn F tại không thôi nhỉ? G tại không G tại không thì các bạn thay không ở đây Chúng ta có này ừ, Đâu nhỉ? Đây em cũng không bằng mấy nhỉ? Cộng 1 đúng không? 1 cộng 1 bằng 2, 2 chứ không thì bằng 0 thôi. Tóm lại thằng này là bằng S tại 2 luôn. Đấy, đúng chưa? chúng ta nhìn vào đồ thị này thì các em thấy thừa hiểu một điều là đường thẳng Y bằng M đúng không? Chúng ta cần tìm giao điểm mà. Đồ thị của gới các bạn vừa vẽ xong và để nó có hai nghiệm thực phân biệt thì đồ thị này nó phải cắt đường thẳng Y bằng M tại hai điểm phân biệt. Vậy chắc chắn đường thẳng Y bằng M nó chính là nằm đây. Đó, các bạn nhìn thấy không? Thì nó mới cắt được hai điểm chứ. Đó, từ đây thì mình sẽ suy ra m nó là làm sao các bạn m nó sẽ lớn hai đúng không các bạn sẽ kết luận luôn là m của thầy bắt buộc nó phải lớn hơn gì lớn s tại hai hiểu không thì đáp án của chúng ta là gì các em đáp án a nhá may cho em đấy không thì khóc luôn đấy nhá <laughs> câu bảy xong chưa hiểu câu số 7 chưa các bạn hiểu câu bảy chưa may không thì khóc luôn đấy nhá vẽ đồ thị đúng không Vậy trong bài này thì các em cần phải lưu ý thầy một chút xíu này. Lưu ý cho thầy một chút xíu đó là vẽ đồ thị đúng không? Hoặc vẽ bảng mệnh thiên của một hàm số như này ấy. Đó chính là việc các bạn sẽ luôn luôn phải đạt ẩn phụ. Và tác dụng đạt ẩn phụ đó chính là việc chúng ta tìm được nghiệm của T trước, sau đó chúng ta sẽ trả về để tìm được nghiệm x. Nó giống như kiểu là chúng ta đặt ẩn phụ để gì cái giải phương trình vậy thôi mà. Mượn sau phải trả. Em nhớ chưa? Đó là câu số 7 của chúng ta nhá. Rất là đơn giản thôi, chỉ có hai bước là đủ rồi đúng không? Tiếp tục chúng ta chuyển sang thầy câu số nhá. Câu số 8. Được chưa? Câu 8 nhá. Nào, bây giờ tiếp tục chúng ta vào việc câu số 8 nào. Cố gắng chữa nhanh mấy câu này nào. Câu 8. Cho f(x) là hàm bậc 4 thỏa mãn f tại 0 thì bằng 0, f'(x có đồ thị như sau. Đấy. Nhìn thấy không? Nó giống đề minh họa năm 2001 thì thầy nghĩ là những bài này thì thầy phải dạy cho các bạn rất là kỹ để cho các bạn biết được phương pháp làm như thế nào. Nhá. Ok không? Rồi câu số 8 như sau. Các bạn đọc đề nhanh cho thầy nào. Câu 8. Cho hàm số f(x) là bậc 4 đúng không? Thỏa mãn f tại 0 thì bằng 0. Hàm số f(x) có đồ thị như sau và đây là đồ thị của f(x) này. Cho luôn đồ thị f(x) rồi. Đúng không? Đó, hàm số này có bao nhiêu điểm cực trị? Thực ra thì các em nhìn thấy đây là loại 1 mà thầy đã dạy cho các bạn đúng không? Đó, loại 1. Loại 1 là chúng ta sẽ sử dụng cho thấy công thức đó là S bằng A cộng B Đấy, đúng không? Các em nhớ công thức không? S của chúng ta sẽ bằng A cộng B đó. Nhưng trong đó A là gì, B là gì thì bản thân các bạn phải nhớ, nắm rất là rõ Đúng không? Các bạn phải nắm rất là rõ A được gọi là số điểm cực trị của thằng gốc B là giao điểm của đồ thị gốc và trục OX Nhưng gốc là thằng nào? Thì các em nhớ này Đa số tất cả những bài như này ấy, Nó đều nằm ở việc Là các bạn phải tìm ra hàm số gốc trước Đúng không? Vì thế thầy làm các bạn như sau Đây, đồ thị gốc hay là gọi các bạn gọi là lõi cũng được thì thầy gốc đặt đó là đồ thị của hx chẳng hạn nó à, chính là toàn bộ nằm trong dấu giá trị tuyệt đối được gọi là đồ thị gốc đúng không nó là f của gì các bạn f của x mũ ba mà trừ cho x mũ ba mà trừ cho x đấy. đấy đúng không? Đó là đồ thị gốc của chúng ta nhé. Các bạn phải suy ra cái gốc. Và làm sao để các bạn tìm được công thức này? Công thức này F bằng A cộng B. Trong đó A là số điểm cực trị của hàm số gốc là hàm số HX này này. B là gì? Là giao điểm của đồ thị gốc và trục OX. Thì tóm đi tóm lại là muốn tìm A tìm B thì nó phải làm đúng một việc. Đó là gì? Muốn tìm A tìm B thì đúng là một việc thôi. Không cần việc thứ hai. Đó là gì? Vẽ bảng mấy thiên của hàm đích ra. Đúng ạ. Vẽ bảng mấy thiên hàm đích ra. Thì sau khi có bảng mấy thiên của hàm đích rồi thì mình mới nhìn vào cái bảng mấy thiên đấy các bạn mới biết rằng là A bằng bao nhiêu và B bằng bao nhiêu. Đó là mục tiêu của chúng ta đúng không? Các bạn bắt buộc phải dùng gì các em? Bảng biến thiên thì sau đó thì các em mới giải quyết được đó, đúng không tức là tóm đi tóm lại là vẽ bảo mấy thiên quảng hợp và để vẽ bảo mấy thiên quảng hợp thì chúng ta sẽ tiến hành cho thầy theo các bước như sau thầy làm luôn cho các bạn này chỉ cần hai bước thôi nhá bước một là chúng ta tính đạo hàm nó ra đúng không vậy thầy có h phẩy x của thầy cái bằng này thằng này ba x bình các bạn này nhân f phẩy của gì các bạn f phẩy của x mũ ba thằng này là chúng ta có trừ ba x bình và trừ cho một đúng không đó ok không ạ được chưa các em? Được chưa nhỉ? Sau đó thì chúng ta làm gì các bạn? Chúng ta kiểu gì mà chả cho bằng không? Đúng không Nó Đó Chúng kiểu gì chúng ta vẫn sẽ cho bằng không rồi Sau đó các bạn tìm nghiệm tất cả nghiệm nó ra Đấy Đúng chưa? Nhưng uh, Chắc chắn là chúng ta phải đặt hình phụ rồi các bạn Chắc chắn đặt hình phụ rồi nhá Đặt phụ như đặt như thế nào đây các bạn nhỉ Chúng ta có đưa ra ngoài không các bạn? Có đưa ra ngoài Không Thằng này 3x bình này, thằng này f' của x mũ 3 này, thằng này trừ 3x bình, trừ 1 này Có đưa 3x bình ra ngoài không các bạn? Có đưa 3x bình ra ngoài không nhỉ? Nào chúng ta comment xuống dưới thầy xem nào Có đưa ra ngoài không? Bài này chắc chắn chúng ta phải đặt đần phụ rồi Không đặt đần phụ thì không làm được đâu Nha Thế Theo các bạn bài này chúng ta có đưa x, cái thằng x mũ 3 ra ngoài không các bạn? Chúng ta comment xuống dưới thầy xem nào Làm sao để giải phương trình này các bạn? Các bạn đã biết không? Ô, tất cả chúng ta comment xuống dưới thì xem nào. Làm sao giải phương trình này? Các bạn tính trong h, h X rồi đúng không? Các bạn tính trong h X thì rõ ràng chúng ta phải tìm nghiệm của h X, cơ nhưng mà làm sao các bạn tìm được nghiệm đây đây chúng ta có đặt luôn hay là như thế nào có đưa ra ngoài hay là như thế nào không Bạn nào có thể cho thầy đáp án được không nhỉ tóm lại là thầy đang hỏi các bạn xem liệu chúng ta có đưa cái thằng x bình ra ngoài không và làm sao để các bạn tìm được nghiệm đây Bạn này có đặt không các bạn? Có đặt không? Đặt thôi, đúng không? Có gì đâu. Thực ra thì các bạn vẫn đặt được bởi vì chúng ta sẽ làm thế này, chúng ta đưa 3x bình ra ngoài nhá. Thì trong ngoài sẽ còn là gì các bạn biết không? Chúng ta có F phẩy của x mũ 3. Đúng không? Trừ cho mở ngoặc đơn này. trên tử sẽ là bỏ 3x bình cộng 1 tất cả trên 3x bình luôn. Đấy. cô lập cái f x, xong cái vế còn lại bằng mốt 8 được không ạ phương linh đúng không đây đây hình dung ra chưa f của cái thằng này đúng không sau đó chúng ta cho bằng không thì mình sẽ hiểu là uh, thằng này thì các bạn các bạn hiểu là nếu như có một nghiệm x bằng không thì chúng ta loại nghiệm đấy đi rồi đi rồi các bạn nhé chúng ta chỉ liên quan đến phương trình trong thôi đúng không các bạn cho bằng không này đó cho bằng không thì mình sẽ tương đương với một phương trình đó chỉ là việc gì các bạn đó chính là f phẩy của x mũ 3. Đúng không? Trừ thằng này bằng 0 thì các bạn sẽ biến đổi thành bằng luôn nhé. Bằng với 3x bình cộng 1 trên 3x bình luôn. Đấy, các em nhìn thấy không? Sau đó chúng ta sẽ làm như đây? Bây giờ chúng ta phải biện luận các bạn ạ. Bài này không tìm được nghiệm rồi. Bài này phải biện luận. Biện luận nhá Biện luận để vẽ bảng biến thiên này các bạn. Nào bạn nào biết làm bài này không Comment xuống dưới thì xem nào Bài này nó hơi khó một chút xíu bởi vì nó không tìm được nghiệm Không vẽ được đồ thị Mình bắt buộc các bạn phải biện luận Mới làm được Đâu hết rồi nhỉ Các bạn có biết làm bài này không Vẽ vẽ cả bên bên phải bằng mốt tám ạ Thực ra thì các bạn khảo sát hàng về bên tay phải trước đúng không? Thì các bạn mới tìm được ra cái điều kiện của nó nhé F phẩy của x mũ 3 thì nó cũng tương tự như f thôi. Nhìn đây này, có tiệm đứng x bằng 0. Ok, đây bây giờ chúng ta dùng mút 8 này các bạn khảo sát nhá. Khảo sát hàm số bên tay trái của bên tay phải của chúng ta đó chính là gì các em? 3x bình đúng không? Cộng 1. Tất cả trên cho 3x bình. Đó, chúng ta bấm máy tính cho thầy nhá. Ví dụ như chúng ta khảo sát những khoảng từ trừ -5 đến 5 đi. Bước này các bạn cho 0,5 đi, được chưa? Các bạn khảo sát nó thì xem như nào đây. Chắc chắn nó có tiệm đứng đúng không? tiệm đứng x bằng không rồi chắc chắn có tiệm đứng x bằng không rồi nhưng cái nghiệm còn lại thì làm sao à, x bằng không thì tiệm phải đứng này các bạn này Đấy, các bạn nhìn thấy không tiệm đứng sau đó thì chúng ta thấy là thằng này nó sẽ luôn luôn gì các bạn luôn luôn lớn hơn một đúng không đồ thị về bên tay phải của chúng ta thì nó luôn luôn lớn một và nó có tiệm vẫn đứng x bằng không thì đồ thị của nó như thế này, này các bạn khảo sát hàm về bên tay phải ra nếu như cần thiết thì các em vẽ ra luôn nhé đây Đấy sẽ hướng dẫn cho các bạn cách vẽ thẳng bên tay phải để các bạn biện luận cho nó dễ như sau. Ừm uhm, đây. Đây x này đúng không? Đây là 3x bình cộng 1 trên 3x bình. Chúng ta có nghĩa x bằng 0 đây. Đúng không? Thằng này âm vô cùng đây. Thằng này là gì các bạn? Dương vô cùng. Còn x bằng 0 đó chính là tiệm cận đứng các bạn nhá. Đúng không? Tiệm cận đứng. Sau đó thì mình thấy là thay thằng này thì giới hạn của nó đều bằng 1. À, đúng không? Lim của nó đều bằng 1 sau đó các em chỉ cần xem là nó giảm hay là nó tăng thôi đều luôn luôn gì các em là đồ thị này luôn lớn một lớn một tức là một đến gì các bạn một đến dương một cùng đúng không và từ âm vô cùng đến một phải không tức là đồ thị của nó nó như thế này, này. đúng chưa Được. đồ thị này sẽ luôn luôn lớn một lớn một thì thằng này sẽ là tiền tới dương vô cùng đây thằng này một đây đúng chưa tiếp tục thằng này là dương vô cùng giảm xuống một đúng không giảm xuống một đấy đúng không đây, 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 là chính là cái đồ thị của cái hàm số về bên tay phải đấy 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 chưa đồ thị về bên tay phải đây chúng ta nhìn thấy đồ thị này và đồ thị của f phẩy của x mũ ba các bạn có nhận xét gì không các bạn có nhận xét gì về đồ thị nào đồ thị về bên tay phải của chúng ta đã xong đúng không nó sẽ luôn luôn lớn hơn một còn đồ thị về bên tay uh, tay trái của chúng ta như thế nào đây f phẩy đây và f x mũ ba thì làm sao các bạn làm sao đây các bạn hình dung không đặc biệt luôn được không bạn này không tìm được nghiệm đâu các bạn bạn này không tìm được nghiệm đâu bạn này không tìm được nghiệm đâu. đâu các em nhá Thôi bây giờ chúng ta sẽ làm luôn như thầy như này này Bài này phải biện luận, biện luận theo kiểu là hai trường hợp như thế này Biện luận nha, các bạn nghe này không tìm được nghiệm đâu đúng không? Mà phải biện luận đấy Biện luận ở đây có nghĩa như sau Là chúng ta xét là nếu như là với x Đúng không? Thuộc khoảng từ âm vô cùng cho đến không Thì làm sao? Với x thuộc khoảng từ âm vô cùng đến không Thì các bạn sẽ suy ra x đang bén không X bén 0 thì x mũ 3 của chúng ta cũng bén không Thì mình nhìn vào đồ thị này này Thì mình nhìn thấy rằng là gì các bạn? Các bạn nhìn thấy không? nếu x của chúng ta bén không tức là nó nằm bên tay uh, tay trái của trục ui đúng không tay trái của trục ui thì toàn bộ cái đồ thị về bên tay trái của chúng ta hiện tại nó đang âm mà về bên phải thì nó lớn một tức là nó làm sao các bạn nó sẽ không cắt được nhau tức là phương trình này vô nghiệm nếu như x nó bén không được chưa cho về hàm f t đi thầy không cần đâu không cần biện luận luôn mà hiểu chưa nhắc lại một lần nữa đó là các bạn cho x thuộc khoảng từ âm vô cùng đến không ấy thì chúng ta sẽ suy ra là về bên tay trái này của chúng ta này thì nó bén không còn về bên tay phải thì nó luôn lớn một thì chắc chắn phương trình này vô nghiệm đúng không tiếp tục là với x của chúng ta nó thuộc khoảng từ không đến dương vô cùng không đến dương vô cùng thì làm sao thì làm sao đây thì đồ thị của f' phẩy của x mũ 3 nó chính là thằng bên 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 trái này các bạn này, bên thế phải này này. Đúng không? Các bạn nhìn thấy. Các bạn sẽ suy ra luôn. Còn đồ thị này nó sẽ thuộc khoảng từ 1 đến dương vô cùng, cùng. Tức là đi từ 1 chạy đến dương vô cùng, cùng. Thì các bạn thấy rằng là nó sẽ làm sao các bạn nhỉ? Nó cắt nhau tại một điểm thôi đúng không? Nhưng các bạn biết là tại sao nó cắt nhau tại một điểm duy nhất không? Chỉ có một điểm thôi, không có điểm thứ hai. Bạn đã biết không? Nếu x của chúng ta thuộc khoảng từ không đến dương vô cùng. Không đến dương cùng, cùng nhá. Thì tại sao nó lại chỉ có một điểm duy nhất các bạn biết không? Nó chỉ có một điểm thôi, một điểm nghiệm duy nhất thôi. Đây là cái mà các bạn phải chứng minh nhá. Nếu như chứng minh được thì nó ra luôn đấy. Bảo f phải, f phải cắt tại một điểm, đó là x bằng a, a thuộc khoảng từ 2 đến 3 đúng không? Ai chào. Đây các em phải nhớ như thế này, nếu x của chúng ta thuộc khoảng từ 0 đến vô cùng đúng không? Thì f' của x mũ 3 thì nó cũng là thuộc khoảng từ 0 đến vô cùng. Đây, các bạn nhìn thấy đồ thị f' của nó đây. Nếu khoảng từ 0 đến vô cùng đây. đồ thị của chúng ta là như thế này. Tương tự như thế này, này nhá. Đó, các bạn tưởng tượng được không? Y như thằng này luôn. Bởi vì x nó dương thì suy ra x mũ 3 cũng dương mà. Thì đồ thị của nó tương tự như này này. Còn đồ thị của bên này thì nó đi từ 1 đến vô cùng. Đúng không? Nó luôn lớn 1, hơn 1 đến vô cùng có tiệm cận là x bằng 0. x bằng 0 là đường này này. À, một đến dương cùng đúng không? y bằng một đến dương cùng, Đúng có nhưng mà chỗ này âm vô cùng giảm xuống một này, tiệm cận ngang là y bằng một đúng không? đây, à, các bạn vẽ chính xác đấy các bạn có biết có vẽ được không nhỉ? các bạn có vẽ được không? thầy vẽ các bạn luôn nhá, nó giống như là thằng này có hại vẽ đồ thị này ra như này này, tiệm cận đứng tiệm ngang y bằng một đây này, đấy, Thì đồ thị của người ta từ từ dương vô cùng nó giảm xuống số 1 có nghĩa đồ thị của chúng ta là như này. Đấy, được chưa? Tức là nó cắt tại một điểm này này. Còn nhánh thứ hai thì nó không liên quan nhé, nhánh thứ hai thì nó không liên quan. Chúng ta không cần vẽ nhánh thứ hai mà chúng ta chỉ vẽ nhánh thứ nhất thôi. Đây. Nó cắt nhau tại một điểm và điểm này thì thầy gọi đó là gì bạn? nghiệm bằng A. Đấy, hiểu không? Nhìn nhìn đồ thị này các bạn vẽ vào đây được mà. Sau đó thì các bạn sẽ suy ra à bài này nó chỉ có một nghiệm duy nhất. Đó là x bằng x bằng a. Được chưa? X bằng A thôi Mình đặt là nghiệm X bằng A thôi nhá. A này cũng nằm trong khoảng từ 2 đến 3 hay gì đó cũng được Nhưng miễn sao A này phải lớn không Sau đó các bạn vẽ bảng bài thiên của toàn bộ hàm số này luôn như sau Đây à, HX luôn nhá. Đây chúng ta có này Đây là X này, đây là H phải X này Và đây là HX Được chưa? Âm vô cùng đây này Nghiệm này A, nghiệm này dương vô cùng đây Đó Để cho các em Sau đó thì mình xét dấu thôi các bạn Xét dấu thôi Dấu của toàn bộ H phải X thì nó chỉ có phụ thuộc vào dấu của uh thằng này trừ thằng này thôi đúng không nó không phụ thuộc vào tháng 3 bình nữa các bạn nhé bike bình thì nó là dương thôi đúng không vậy các em cần phải nhớ này nếu x nó lớn a thì x mũ 3 nó như thế nào so với đồ thị này các em nhìn vào đồ thị này các em sẽ suy ra luôn x lớn a thì đồ thị đạo hàm hiện tại nó đang nằm trên so với gì các bạn nằm trên so với gì so với đồ thị về bên này này hiểu tức là dùng phương pháp trên dưới mình thấy không x lớn a thì đồ thị đạo hàm này nó nằm trên nằm trên thì suy ra đạo hàm trừ thằng này thì mang dấu gì các bạn Mà dấu dương tức là thằng này âm này đấy có hình dung không tức là chúng ta suy ra nha nếu là vẫn có tiệm đứng x bằng không nếu các bạn vẽ chuẩn ra thì chỗ này vẫn có không này đúng không? nó vẫn có một điểm là nó sẽ không xác định hàm số của chúng ta không xác định Đó, đồ thị nó đi như này này đấy. đấy được chưa đây là F tại a này xong chưa xong à xong đến đây xong rồi đây là đồ thị của hx các bạn Bé chuẩn xác là như thế nha chỉ có một nghiệm duy nhất thôi là tối đa sau đó nhìn vào đồ thị này các bạn sẽ suy ra điều gì thứ nhất là các bạn sẽ biết ngay là nó sẽ có một điểm cực trị duy nhất đó là điểm này đúng không tiếp theo là các bạn sẽ xác định cho thầy xem là liệu liệu gì hx của chúng ta vẫn gì các em nhỉ hx vẫn xác định nha xin lỗi các bạn hx vẫn xác định hx vẫn xác định chỉ có uh, thằng h x nó mới không xác định thôi bởi vì hx của chúng ta đây này nó đa thức hết mà nó xác định hết chỉ có đạo hàm mà nó mới không xác định tại không đúng không bây giờ các em xem này f tại không bằng không f tại không bằng không thì thực ra thì các em sẽ suy ra chắc chắn các em thay vào đây đúng không h tại không thì bằng s tại không trừ đi không là bằng không luôn từ từ đây thì các em sẽ suy ra h tại không thì chỗ này là bằng không này đấy được chưa để làm gì để chúng ta suy ra trục bổ ích của thầy nó chính là trục này này đây là trục bổ ích đây, đây nhìn trục bổ ích đấy nó cắt tại mấy điểm các bạn cắt tại hai điểm một điểm và hai điểm đấy vậy chúng ta sẽ chắc chắn các bạn suy ra gì các em suy ra b của thầy bằng bằng hai đúng không đấy tìm trục ấy bởi cho h tại không thì bằng không thì đây chính là trục ấy trục ấy là đường thẳng y bằng không mà đúng không nó sẽ cắt đồ thị của h tại hai điểm phân biệt đã điểm này điểm này vậy b bằng hai a bằng một xong kết quả cuối cùng của ta sẽ chắc chắn các em là s bằng a cộng b ấy. đó chính là 1 cộng hai thì bằng mấy các bạn bằng bằng ba thì mình chọn đáp án gì đáp án a luôn đó Hình dung chưa các bạn? <laughs> ok chưa? Các bạn hình dung bài này không nhỉ? Hiểu bài này không? Nó cũng giống đề với các bạn nhưng bài này thì nó có một cái rất là quan trọng đó là khi mà các bạn đặt ở phụ thì bài này không thể giải được mà chúng ta phải biết luận về số nghiệm của nó. Chúng ta chỉ cần tìm số nghiệm thôi chứ không thể tìm được giao điểm cụ thể. Đúng không? Nếu các bạn đã đặt bài này thì nó rất là khó nhá có là nó không thể biến đổi cái đồ thị còn lại theo cái thằng đặt đâu nếu bạn đặt x mũ ba bằng t thì chúng ta không thể biến đổi cái thằng x bình về nó, nó, nó loang đúng không? mặc dù mình biến đổi được nhưng nó khá là loang hoang mà chúng ta biện luận luôn đấy được chưa rồi tất cả những câu còn lại thì đấy về nhà các bạn tương tự như thế xem như đó là phần bài tập về nhà các bạn nhé thầy đã giảng các bạn 8 câu này đều rất là hay ho rồi thầy rất hy vọng là các em sẽ ngấm được về bài toán về cực trị của hàm số chưa trị đối và một số phương pháp biện luận theo cái tham số m được chưa các em Ok nhá, rồi hôm nay chúng ta tạm thời kết thúc đây. Bye bye các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào tối thứ ba nhá. Còn chủ nhật thì chúng ta nay học vào buổi chiều nhá. Buổi sáng không học các bạn nhá. Đấy thầy dặn các em rồi đấy. Tối nay thi thử nhá. ok, bye bye các bạn.